Vâng, thiên nhiên chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì hôm nay rất nhiều những cái mã hàng mới này. Đấy, em sẽ lên video quay trực tiếp và báo giá là bác một số mã hàng mới bên làm hàng vừa về xong. Để các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em mình nhớ cho em là mua hàng hóa đơn cứ từ 200k trở lên là sẽ miễn phí ship cho bác rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra thanh toán nhá. Đấy, thì em sẽ đi nhanh vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video hôm nay. Rất nhiều những mã hàng mới. Rồi một số mã hàng đang bán hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Đấy, em sẽ quay nhanh luôn này. Cái đèn tròn tích điện này. Đấy, trước khi đi vào những cái mã hàng mới đi đây. Lên cho bác nhanh cái đèn tròn tích điện, giá thì vẫn là 90.000 một quả này. Đấy, cái này thì em thôi quay nhanh thôi. Vì cái này thì nhiều bác hỏi lắm nhưng mà xin lỗi các bác là đang bán hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Đấy, đèn tròn tích điện có điều khiển từ xa các thứ này. Bật tắt ok. Đấy, cái này thôi quay nhanh thôi. Cái này thì em báo giá luôn là 90.000 một quả nhá. Đấy, báo giá lại thôi chứ còn cái này thì cũng quay nhiều rồi. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái đèn tròn tích điện này. Đấy, đèn tròn tích điện có điều khiển từ xa nhá. 90.000 một quả này. Đấy, nhiều bác mà đang muốn mua cái hàng này mà bữa trước đang bán hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Đấy, bác nào mà chưa mua được thì tranh thủ xem video chốt nhanh giúp em nhá. 90.000 một quả này. Đèn tròn tích điện có điều khiển từ xa các bác nhá. Tiếp theo thì là một cái mã hàng về máy hút bụi mini này. Đấy, nhưng mà đợt này nó về cái mã này là mã khác, cái mã xưa bán. Đó thì em báo giá luôn 150.000 một con máy hút bụi mini này, chạy pin các nhá. Máy bụi mini chạy pin. Đấy, con này có cả thổi được luôn. Đấy, vừa hút vừa thổi nhá, đa năng cực kỳ mà rất nhiều những cái tính năng hay. Đó. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân máy này. Đấy, hàng của thương hiệu Tamashio Made in Japan, rất xịn sò ok. Đây dưới này là cái phần chân sạc nó nhá. Đấy, chân sạc. Sử dụng nguồn sạc 5V. Đây là phần công tắc bật tắt này. Đấy, có thế đâu. Đó, cái này đây là buồng hút vào. Và các bác mở ra, lấy cái lọc ra các bác vệ sinh với nhá. Khi nào vệ sinh xong các bác lắp cái lọc này vào. Và các bác lắp vào là các bác chạy thôi. Con này nói chung là nó dễ sử dụng lắm. Người già trẻ em rồi người lớn nói chung ai dùng hết mà. Nó dễ dùng cực kỳ. Nó chạy pin nhá. Hết pin thì các bác lại mang ra các bác sạc cho em. Đó. Và đi kèm cho các bác là một cái con đầu hút kiểu dạng ngang này. Để các bác lắp vào đây. Đấy, để các bác có hút những cái vị trí như là giường, nệm, ghế, sofa này. Đấy, rất tiện dụng đây. Đấy, cái này các bác gì cũng hút này. Đấy, con này hút khỏe lắm, hút khỏe cực kỳ. Rồi trong này nữa thì có một túi phụ kiện nữa luôn này. Một cái cọng dây cáp sạc nhá. Một đầu là các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại ấy. Về các bác có những cái củ sạc điện thoại nhảy chẳng hạn này. Đấy, các bác cắm vào. Và các bác cắm sạc cho nó có thế thôi. Đấy, cái chân sạc của nó ở dưới này. Đây, đó, các bác cắm vào đây là các bác sạc này. Tiếp theo là những cái đầu, ví dụ như là cái đầu này là những cái đầu thổi này. Đầu thổi này, đầu thổi các bác lắp vào đây chưa? Đấy, các bác lắp vào đây. Đấy, thì các bác quay ngược con máy lại để các bác thổi này. Đấy, nó thổi, ví dụ các bác thổi bụi này, thổi bóng, tôi biết các thứ các bác lắp vào đây cho em. Rồi là những cái đầu nhỏ nhỏ nữa. Nói chung là nó vừa có cả đầu hút và có cả đầu thổi này. Những cái đầu để các bác vệ sinh, những cái khe kẽ này, nó có bàn chải, đầu bàn chải này. Đây, đấy. Nói chung là nó rất nhiều đầu, rồi là cả một cái đầu để các bác nối dài ra này. Đây, cái đầu này các bác nối dài, hút những cái phần khe kẽ cửa các thứ là rất ok. Đấy, đây thì em test cho bác coi này. Con này thì nói chung là các bác dùng tiện, nó không cần phải dây dặn gì lằng nhằng, mình có thể là hút ở trên xe ô tô này, rồi là các bác cũng hút ở trên bàn bàn thờ, những cái chỗ vị trí trên cao giờ. Đấy, mình không cần dây dặn lằng nhằng, các bác chỉ việc là mang cầm đi các bác hút thôi, tiện cực kỳ, khe kẽ cửa sổ trước các thứ à. Đây, hút cho bác coi nhá. Có thấy không? Hút nhanh lắm. Đấy, và khi mà rác ở bên trong này rồi, đấy nó sẽ chứa bên trong này, các bác mở ra xem. Đấy, tháo cái lọc ra cho em này. Đấy, đổ rác ra. Đấy, vỗ cho em cái này đi một chút. Và các bác cẩn thận thì mình có thể mang rửa bằng nước được nhá. Cái này rửa bằng nước được. Sau đó là các bác phơi khô. Đấy, phơi khô hoặc các bác hong khô đi. Và các bác lắp lại nó vào đây. Và các bác lắp máy và các bác xài thôi. Nhớ giúp em là khi mà các bác lắp máy là các bác nhớ phải lắp cho em cái lõi lọc này vào nhá. Đấy, các bác mà không lắp cái lọc này vào là hút vào máy là nhanh hỏng máy lắm. Đấy, thì nhớ giúp em. Đấy, có thế thôi. Giá bên em đang gửi bác là 150.000. Con này đa chức năng hơn các bạn, đa chức năng hơn. Nó vừa hút được vừa thổi luôn. Đó, hút bụi mini. 150.000 nhá, chạy pin nhá, nhớ cho em là chạy pin. Đấy, giới thiệu quay rất chi tiết các bác rồi. Đó, thì các bác nào mà trước em bán là cái mã kia nó chỉ có nguyên hút không thôi thì nó giá nó cũng cao rồi, nhưng đợt này nó về cái lô này, nó hàng này vừa có thổi vừa có hút luôn, tiện cực kỳ mà nhiều chức năng hơn, nhiều đầu hơn. Đấy, mà giá cũng chỉ 150.000 thôi thì hàng rất ok. Hàng của Tamashio này, Made in Japan, xịn sò ok. 150k nhá. Đấy, vào việc chốt đơn nhanh luôn. Nói chung là con này giá tốt nhất thị trường hiện nay rồi. So với những bên khác đang bán, người ta bán khoảng hơn 200 một con này. Đấy, bên em gửi bác giá chỉ 150.000 thôi. Giá quá bình dân hạt rẻ luôn. Đấy, mà
hút cực kỳ khỏe nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác, đó là cái dạng keo này. Đấy, keo dính rất nhiều chất liệu khác nhau, nó dạng keo đa năng nhưng nó là dạng keo nước nhá. Thì các bác cứ lên mã thì sẽ là keo nước. Cái này em báo giá luôn 20 ngàn một cái lọ này. Đấy, 20 ngàn một cái lọ keo nước nha em nhá. Con này thì theo quảng cáo nhà xuất thì nó dính gấp 80 lần keo 52. Đấy, em dính thử rồi thì nó cũng dính rất là chắc nhá, dính rất là chắc. Đựng trong một chiếc lọ này. Đấy thì về các bác chỉ việc mở nắp ra thôi. Để mở nắp ra nó các bác xài thôi. Đó, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Một lọ này trong được khá là nhiều đấy. Một lọ em thấy nhiều phết. Đó. À, các bác cứ lên mã cho em xem cái lọ keo nước nhá. Đấy, keo nước dính đa năng. Đấy, keo nước dính đa năng 20.000 một cái chai keo nước nhá nhá. Đấy 20.000 một cái chai keo nước nha. Tiếp theo thì một cái mã hàng mới luôn này. Đó. Đó là cái dụng cụ để các bác mài kéo này, mài kéo chuyên các bác mài lưỡi kéo nhá. Đấy, chuyên dành cho những cái cây kéo là bình thường ấy các bác rất là khó mài. Đấy, nếu mà không có những cái đồ chuyên dụng của nó thì rất là khó mài. Các bác dùng đá hay là thứ là rất khó mài. Thì đây các bác mua cho em một cái đồ chuyên dụng này về, chuyên dùng để mài kéo, đặc biệt là những con kéo cành, kéo cắt các thứ là các bác mài con này rất nhanh sắc luôn. Đấy, các bác cứ lên mã đi, em sẽ được cái dụng cụ để chuyên các bác mài kéo nhá. 20.000 một cái dụng cụ nha. Đấy, 20.000 thì đây, ví dụ như ở đây em đang có một cái con kéo, ví dụ các bác để nó bị gì xét lâu ngày các bác không xài thì các bác cứ như này, các bác chà vào lưỡi cho em, cứ cầm này các bác chà vào lưỡi cho em nhá. Các bác chà lâu lâu một chút nhá, chà lâu lâu một chút. Đấy, chà lâu một chút. Ở đây nó có một cái phần đá mài này. Đấy, nó như kiểu một cái dạng đá mài này. Đó, nó tráng kim cương các bác nhá. Đó, mài rất là nhanh sắc luôn. Đó, sau khi các bác mài cái này xong, các bác ra các bác cắt thử cho các bác thấy kết quả nó khác luôn. Đấy, vì em từ hôm qua em test thử cái con kéo này nhầm rồi, em mài đi mài lại mấy lần là khi mà ra cắt rất ngọt luôn, cắt cực kỳ ngọt nhá. Đầu tiên cắt không cắt được đâu nhưng mà về sau là cắt rất là ngọt luôn. Đấy, thậm chí là các bác có thể cắt được cả giấy luôn này, các bác nhìn này. Đấy, cắt rất ngọt luôn nhá. Đấy, thấy không, cắt rất ok. Vì con này nó chuyên dụng để chuyên dùng cho các dùng cho mài cho những cái cây kéo, những đặc biệt là những cái dạng kéo mà lưỡi nó cong như này. Đấy, các bác mài máy hay là mài đá nó rất là khó mài thì các bác mua cho em cái dụng cụ này về. Đấy, các bác chỉ việc di cho em, cứ nhà các bác trà cho em này, các bác về các bác cứ mài trà nha. Đấy, cứ trà này, cứ mài nha này. Đấy, như con kéo gì xét rồi các bác cứ mài cho. Đấy, mài liên tục đi, mài liên tục bóng bóng lưỡi lên cái là nó sắc lại rất sắc luôn, ngọt ngọt lắm. Đấy, em vừa cắt giấy bác rồi đây, cắt lại bác lượt nữa này, mài ngon lắm. Đấy, những cái con kéo lông này các bác nhìn này, kéo này cắt cành thôi nhưng mà giờ nó cắt giấy ngọt rất ngọt luôn, nên là dùng ok lắm. 20.000 một cái này nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dụng cụ để mài kéo các nhá, chuyên dùng để cho các bác mài kéo. Đấy, chuyên dùng cho các bác mài kéo, 20.000 một cái này. Đấy, cứ 20.000 cho một cái cây mài, dụng cụ mài kéo. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái vòi bơm về các bác dùng để gắn chai nước nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái vòi bơm để gắn chai nước. Giá bây giờ em đang gửi bác là 30.000 một cái vòi nha. Đấy, 30.000 một cái vòi này. Cái vòi này rất là hay các nhá, vòi này rất là hay. Đấy, thì đây, em sẽ bóc cho bác một cái. Nó dùng hay lắm. Em vừa test buổi chiều này rồi, em thấy rất là hay, rất là đa năng luôn. Bình thường là các bác cứ phải đi mua những cái bình tưới cây đúng không? Giá thì thứ nhất là hơi cao, mà thứ hai là nó các bác không cần dùng nhiều, gọi là mình để phun thuốc tưới cây bình thường thôi, các bác mua cho cái vòi này về sử dụng rất tiện nhá. Thì nó sẽ gồm có là một cái vòi như này. Đấy, một cái thân vòi như này và một cái ống nó dẫn nước lên. Đấy, thì về các bác cắm cho em. Cắm cái lỗ này, này, cắm cái lỗ này nhá. Các bác đừng cắm lỗ này. Lỗ này là nó bơm hơi nhá, cắm cái lỗ không có gì này. Đấy, cắm cái lỗ này. Đó, sau đó là các bác lấy cho em cái chai nước gắn vào cho em. Đấy, gắn vào cho em và các bác cứ thế các bác bơm hơi. Bơm hơi thì nó sẽ có cái áp lực hơi nưa vào đẩy vào cái chai nước và các bác chỉ việc bóp vào đây là nó sẽ xả nước ra. Đấy, xả nước ra rất hay. Đây là cái phần van mở này. Đó, và cái đầu này của nó các bác có thể chỉnh được các chế độ nước phun xương, là phun hạt nặng, hạt nhỏ, to nhỏ nhá. Đấy, và đây các bác có thể mở ra. Cái phần đầu này các bác có thể mở ra để các bác vệ sinh nhá. Đấy, mở ra các bác vệ sinh cho em, rất ok. Đấy, có thế thôi, nó dùng rất là tiện luôn. Đấy, các bác tận dụng cho em những cái chai nước bỏ đi về các bác lắp vào. Cái gen này của nó này là cái gen phổ thông, hầu như là nó vừa khít hết những cái chai nước phổ thông hiện tại ở trên thị trường bây giờ. Đấy, rất là tiện nhá. Thì đây em sẽ gắn cho bác một cái này đây nhá. Đấy, thì về thì các bác mua các bác tận dụng những cái chai nước ở nhà mình này. Đấy, ví dụ như cái chai này là cái chai nước ngọt lít rưỡi này. Đấy, về các bác lắp nó vào. Đấy, các bác chỉ việc xoáy vào cái giòn này cho em này, xoáy vào cái ở đây nó có cái gen xoáy vào đây. Đấy, lúc nào ấy các bác đong nước vào, sau đó các bác xoáy vào và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác bơm này. Đấy, bơm, các bác bơm vào. Đấy, là nó sẽ nén hơi vào trong cái chai này, nén vào trong này và các bác bắt đầu các bác phun này. Đấy, phun. Đấy, các bác phun là nó sẽ ra có thế thôi.
đây em phun nhãn hơi vào nhá các nhá. Đấy, nhãn hơi vào đấy, có thấy không, đây nước ra này, đó nước ra, cái này thì nó đang hết nước rồi em ấy. Đấy đây nước nó ra này, cái này cái chai đang hết nước các bạn nên là nó ra ít. À, nói chung em test nhanh các bác thôi. Đấy, còn thực tế về phun con này phun ngon lắm. Đây là coi khi mà đã bơm đủ hơi vào này, nó phun ra rất là mạnh luôn. Đấy, phun ra rất là mạnh luôn này. Đấy, phun ra mạnh lắm. Đây các bác nhìn này. Đấy, phun ra hạt nhỏ đẹp, phun rất ok luôn. Đấy, có thấy không? Đấy, khi mà bơm đủ hơi rồi nhá. Đấy, bơm đủ hơi phun ra rất là ngon. Đấy, đấy là thực tế về cái sản phẩm này. Con này về dễ dùng, dễ lắp đặt mà dùng rất là tiện luôn. Các bác về chỉ việc cần tận dụng cho em mấy cái chai nước thừa bỏ đi thôi. Về các bác lắp vào là các bác cho nước vào, các bác bơm lên, bơm hơi vào và các bác bóp cò cái là nước nó đẩy ra, có thế thôi. Đấy, nó rất là dễ dàng sử dụng nha, mà rất là linh hoạt cơ động, mà tiện cực kỳ luôn. Giá thì cũng hạt rẻ bình dân, 30.000 nhá, 30.000. Các bác cứ lên mãi em sẽ cái vòi bơm để gắn chai nước nhá. Đấy, vòi bơm gắn chai nước 30.000 một cái bộ nha. Đấy, 30.000 một cái. Về các bác xài sử dụng tiện cực kỳ. Đấy, nói chung là mà mình phun tưới cây các thứ này dùng rất là hay. Đấy, thiết kế rất là thông minh nhá. Đó, 30k một cái bộ này các nhá. Vòi bơm gắn chai nước 30k. Còn nhiều mã hàng mới lắm các nhá, thì các bác cứ nhận nha xem. Đấy, em sẽ vì là hàng mới nên em sẽ quay kỹ một chút. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác xem nó chưa được chuẩn thì em cứ quay kỹ một chút cho các bác dễ xem nhá. Đấy, để khi mà các bác chốt cho nó dễ. Rồi, tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã sẽ là cái mã là cà lê 68 nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em xem cái cà lê 68 hoặc là cái cà lê này của nó, hoặc là cà lê là miệng rộng cũng được. Đấy, cà lê 68 miệng rộng. Giá bên em đang gửi bác một cái cà lê miệng rộng như này là 50.000 một cái này nhá, 50.000 một cái này. Cái cà lê miệng rộng này thì các bác về xoáy, ví dụ mình có thể xoáy ống nước này, rồi là mình xoáy cái con ốc mà nó to. Đấy, miệng nó rộng nhá, miệng nó rộng. Nó của nó từ 6 này nhỏ nhất cho đến 68 này là lớn nhất đây này. Đấy, từ 6 cho đến 68 nhá. Đấy, miệng khá là to. Về các xoáy nhá. Cà lê miệng rộng. 50.000 một cái cà lê nhá. Đấy, 50.000 một cái nhá. Đây các bác cùng xem video về cái sản phẩm cái mỏ lết này. Hai đầu mở lớn làm bằng hợp kim nhôm, phần mở đầu rất lớn. Đấy, rất ok nhá. Để cài đặt các vòi khác nhau. Rất dễ dàng để tháo rời các ống vòi và vòi hoa sen khác nhau trong phòng tắm, đổi miệng và điều chỉnh hướng. Bạn cũng có thể vặn ống tròn, dễ dàng hơn so với vặn chặt bằng tay, linh hoạt và thiết thực. Đó, thực tế về cái sản phẩm nhá. Thì các bác cái này em vừa nãy em lên nhầm mã. Cái này chuẩn mã của nó sẽ là cái mỏ lết các nhá, cái mỏ lết miệng rộng. Đấy, miệng rộng của nó lên đến là 68mm này. Giá của nó sẽ là 50.000 một cái mỏ lết nha. Đấy, 50.000 một cái mỏ lết nhá. Con này nó có thể là đổ được đầu. Đấy, các thấy không? Nó đổ được đầu rất là hay. Đây, nó đổ được đầu này. Nó sẽ đổ được đầu. Đó, các thấy không? Nó sẽ có một đầu là đầu bằng. Và các bác view này, các bác xoáy ống nước thì các bác muốn đổi cho cái đầu võng này thì các bác xoay nó lại. Đấy, xoay nó lại nhá, xoay nó lại. Là các bác sẽ đổi sang cái đầu nha. Đấy, nó rất là hay, rất là đa năng, rất là thông minh nhá. Thì các bác cứ lên mã nha, em sẽ cái mỏ lết miệng rộng nhá, mỏ lết miệng rộng. Rộng là lớn nhất, cái cỡ của nó lên được là 68mm, 50.000 một cái mỏ lết nha. Đấy, 50.000 một cái mỏ lết. Rất chắc chắn, ok. Giá chỉ có 50.000 thôi. Nói chung là các bác nhiều khi gia đình nhà mình rất là cần những cái con mỏ lết miệng rộng này. Các bác xoáy những cái ống nước, nồi, những cái con ốc to rất là tiện luôn. 50k một cái nhá. Giá hạt rẻ bình dân mà dùng tiện nhá, 50k. Một cái sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác, đó là cái bào gỗ này. Em báo giá luôn 60.000 một cái bào gỗ này nhá, 60.000 một cái. Cái này thì dành cho các bác chuyên dùng, cho các bác sử dụng thợ gỗ đồng kia các thứ này. Rồi là các bác xài gia đình. Đấy, các bác cần bào những cái gỗ cho nó mượt mà, cho nó đẹp, cho nó trơn tru. Các bác dùng cho em cái bào này các bác bào. Đấy, thì việc các bác đẩy các bác bào như này. Đấy, nó có thể chỉnh được lưỡi này. Đấy, các bác xoáy con ốc cho em là xong. Đấy, có thế thôi. Nó rất là về rất là dễ xài. Thiết kế tay cầm cái này nó bằng thép nguyên khối luôn này, chắc chắn cực kỳ luôn. Đó. Về các bác xài cái này, con này nó có sẵn lưỡi đều con nhá, có sẵn lưỡi, về các bác chỉ việc xài thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ bào gỗ nhá, dụng cụ bào gỗ 60.000 một cái dụng cụ bào gỗ nha. Đấy, 60.000 một cái, bào khá là sắc đấy. Về các bác chuyên dùng để bào gỗ này, 60k bào gỗ góc gỗ thứ rồi dùng rất ok. Đấy, các bác cùng xem về sản phẩm này. Điều chỉnh độ sâu của lưỡi dao, nhỏ gọn, tay cầm thoải mái, lưỡi thép tốc độ cao sắc nét và bền, cho dù đó là gỗ tròn hay vuông, góc chăm phất ôm cột đều rất tốt.
Xưa nay bảo toàn là bằng gỗ, bây giờ là toàn bộ kim loại. Điều chỉnh đúng là có thể điều chỉnh độ sâu của lưỡi dao, nhỏ gọn, tay cầm thoải mái, lưỡi thép tốc độ cao sắc nét và bền. Đấy, có thấy không, bào rất là ngọt ngào nhá. Đấy, về các bác dùng để bào gỗ các thứ này dùng ok, chuyên dùng cho anh em thợ thiền làm gỗ nhá. 60k một cái. Tôi lên mã cho em xem cái dụng cụ để bào gỗ bằng thép nguyên khối luôn, chắc chắn cực kỳ luôn. 60k một cái này. Tiếp theo thì về một ít cái mã củ sạc 120W này. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là có củ sạc công suất lớn không, thì đây về cho bác một ít cái mã củ sạc 120W nhá. Đấy, rất là ok. Con này thì em báo giá luôn 50.000 một cái củ này thôi, chỉ có 50.000 một cái, bán nhanh, bán giá rẻ cho bác, cho bác dễ mua luôn 50.000. Con này thì các bác cứ dùng cho em trực tiếp điện 220 thì nó sẽ có là hai cổng QC 3.0 này, cổng USB đấy, và hai cổng BD là hai cổng chân tai C nhá. Đây, đấy, về các bác cắm phát được 4 chân luôn, tiện cực kỳ. Về các bác có thể sạc được cùng lúc nhiều thiết bị khác nhau. Đấy, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái củ sạc 120W nhá. Đấy, củ sạc 120W thì em báo giá là 50.000 một cái củ này. Đó. Con này thì đây có thông số công suất đầy đủ hết luôn này. Đấy, model K071 này, input 260 này, 9V này. Đấy, lên đến là 3.4A này, 120W là max này. Đó, củ sạc 120W nhá, 50.000 một củ này. Đấy. Một cổng một chân vào và bốn cổng ra, rất xịn sò, ok luôn. Củ sạc nhá, cứ lên mã duy em sẽ là cái củ sạc nhá. Củ sạc 120W 50.000 một củ này nhá, 50.000 một củ này. Đấy, về các bác dùng để sạc điện thoại rồi sạc rất nhiều thiết bị khác nhau. Đấy, rất ok. 120.000 quên 50.000 một củ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác có một cái mã hàng rất là hay, đó là cái đầu chuyển từ máy cắt các bác nhá, từ máy cắt sang máy khoan. Đấy, từ máy cắt này. Từ máy cắt nhà các bác có một cái con máy cắt này, các bác muốn chuyển sang máy khoan thì các bác mua cho em cái đầu này về, 50.000 một cái đầu này có nhá, 50.000 một cái đầu này. Nó là dạng đầu khoan nhá. Đấy, bình thường là các bác chỉ dùng để cắt thôi thì các bác mua cho em cái đầu này về. Đấy, đây, cái đầu chuyển này từ máy cắt sang máy khoan. Đấy, thì về các cái máy cắt nó có cái gen sẵn rồi, các bác về các bác xoáy vào cái gen đấy. Đấy, xoáy cho vào cái gen đấy nhá. Sau đó là các bác siết nó vào và dùng cái này các bác tháo mở lắp cho em cái đầu mũi khoan vào đây là xong. Đấy, từ máy cắt nhá thì các bác có thể chuyển thành đầu mũi khoan. Cái đầu này của nó sẽ là đầu 10 ly nhá. Đầu này của nó là đầu 10 ly. Đấy, đầu 10 ly. Thì đây, cho bác coi thực tế cái video về sản phẩm này. Nếu ở nhà bạn đã có máy cắt cầm tay mà bạn muốn biến nó thành một cây khoan, chỉ cần bạn vặn cái đầu khoan chuyên dụng này vào máy cắt là bạn đã có một cây khoan. Dùng đó để khoan tường bắt vít cũng khá ổn, thay mũi khoan khác nếu như bạn muốn khoan gỗ. Mua một cái sử dụng trong gia đình rất tiện và thiết thực. Bình thường là các bác không muốn mua thêm máy khoan nữa mà nó lỉnh kỉnh thì các bác mua trong cái đầu này về lắp cho em vào là xong. Đấy, lắp vào này. Đấy, các bác có thể dùng để khoan khiếc các thứ ok luôn. Đấy, chuyển từ máy cắt nhá, chuyển từ máy cắt sang máy khoan. Đấy, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đầu chuyển từ máy cắt sang máy khoan. Đấy, từ máy cắt sang máy khoan này, giá của nó sẽ là 50.000 một cái đầu này. Đấy, 50.000 một cái đầu này, đầu của nó sẽ là đầu kẹp 10 ly nhá, đầu kẹp 10 ly đó, rất ok. Đây, hàng mới nguyên hộp này quá nhá, hàng mới nguyên hộp này, dùng tiện cực kỳ luôn. Đi kèo là một cả một cái vặn xoáy này nữa là 50k. Đầu máy cắt chuyển sang máy khoan nhá, đầu chuyển từ máy cắt sang máy khoan, 50k một cái này quá nhá, 50k một cái này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái combo ba cái đĩa mài màu đồng nhá. Các bác cứ lên mã thì em sẽ cái combo ba đĩa mài đồng, giá thì em báo luôn chỉ có 60.000 cho ba cái đĩa này thôi. Đấy, một cái bộ này là ba đĩa luôn. Đấy, ba đĩa nhá, mà giá nó chỉ có 60.000 về chuyên dùng để các bác mài gỗ kia các thứ đấy. Đấy, các bác có thể dùng mài lõm vài lồi các thứ này thì nó sẽ có là một đĩa phẳng này này, một đĩa phẳng này. Đấy, một đĩa phẳng nhá, một đĩa phẳng này đó, một đĩa này là đĩa vát đây này, một đĩa vát, nói chung là một bộ ba đĩa luôn. Đĩa này đĩa vát đây này, đây này, con nhìn nó vát này. Đấy, nó vát nhá. Và một đĩa sẽ là đĩa cong. Đây, một đĩa này sẽ là đĩa cong. Đó, đĩa cong này, các bạn nhìn không? Đó, thì bên em sẽ bán nó combo là ba đĩa một nhá, không bán lẻ nhá. Nhớ cho là không bán lẻ. Thì đây, về là các bác xài thoải mái luôn. Đấy, mà ba đĩa này nó chỉ có 60.000 thôi, giá nó quá rẻ luôn. Đó, về các bác xài nhá. Các bác cứ lên mã như em sẽ là cái combo ba cái đĩa mài. Đấy, ba cái đĩa mài màu đồng, chuyên dùng cho các bác mài gỗ, mài phá các thứ ra. Đấy, mài các chi tiết gỗ rất là ok. Combo ba đĩa mài đồng nhá. 60.000 cho một cái combo nha, chỉ có 60.000 thôi, giá quá hạt rẻ luôn. Một đĩa mài phẳng này, một đĩa mài vát này và một đĩa mài cong này. Đấy, ba đĩa này 60.000 nhá, 60.000 combo ba đĩa.
dùng cực kỳ hay luôn. Đấy, các bác về các bác mài phá mài phiếc các thứ dùng cực kỳ thích luôn. Đây cho các bác coi thực tế video về sản phẩm này. Đấy, về các bác lắp vào máy là các bác mài thôi. Đấy, mài gỗ kia các thứ rất là ngọt ngào, mài cực kỳ ok luôn các bác nhá. Mài thích lắm. Đấy, đây các bác nhìn này, mài phá lõm các thứ luôn, quá ok luôn. Đấy, trà mài nhám nhức các thứ ok. Rồi, combo 3 đĩa mài đồng nha, một đĩa vát, một đĩa phẳng và một đĩa cong. 3 đĩa 60.000 nha, 3 đĩa 60.000, giá quá bình dân hạt rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái đầu đổi mũi khoan nhanh này. Để các bác cứ lên mạng em xem cái đầu đổi mũi khoan nhanh nhá. Cái này thì bên em đang bán cho bác là giá là 30.000 một cái đầu nha. 30.000 một cái đầu này các bác nhá. Về dùng rất là tiện, dùng rất là hay. Cái này chân của nó sẽ là chân lục giác, về các bác lắp trực tiếp vào máy khoan. Còn ví dụ như là các bác muốn đổi sang đầu vít khác, các bác chỉ việc ấn nó xuống này. Đấy, ấn nó xuống là cái đầu vít nó sẽ lồi ra và các bác lại lắp cái đầu khác vào là xong. Đấy, ví dụ như các bác ấn nó xuống này, lắp cho cái đầu vít vào đây. Đấy, và các bác muốn đấy đẩy cái nó phát đẩy ra luôn. Đấy, có thấy nó lắp nó rất là nhanh, rất là tiện. Bình thường là các bác phải lắp đầu vít các thứ nó rất là lằng nhằng mất công, nhưng con này các bác lắp này. Đấy, cái nó đẩy ra ngay. Dùng tiện lắm. Đó, lắp nó nhanh chóng, nó tiện lợi. Đặc biệt là các bác nào mà hay phải thay đổi mũi khoan liên tục. Đấy, bình thường là các bác cứ phải vặn viếc máy khoan rất là mất công, mất thời gian. Nhưng mà cái này các bác cái đầu đổi mũi khoan nhanh này thì giá nó sẽ là 30.000 một cái đầu này, dùng cực kỳ tiện luôn. Chân nó sẽ là chân lục giác nhá, chân lục giác. Về các bác lắp vào là xài thôi. Đó, đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Sau này đừng có gắn mũi khoan hay cái đầu móng vít như thế này nữa nha các bác. Mỗi lần thay thế làm tốt thời gian cũng như làm giảm hiệu quả công việc, các bác hãy dùng ngay cái đầu đổi lục giác này nhé. Chỉ cần gắn nó vào đầu máy khoan. Việc thay đổi mũi khoan hay đầu móng vít là vô cùng đơn giản. Nhấn xuống khi lắp đặt mũi khoan và nhấn xuống khi không còn sử dụng, mũi khoan sẽ tự văng ra, rất là tiện lợi luôn. Chỉ có hơn 20k à. Bác nào cần thì có thể mua về dùng nha. Và nhớ đấy, là đấy không? Dùng tiện cực kỳ luôn. Đấy, có nhìn này. Đấy, chỉ việc là bình thường là các bác cứ phải đổi đầu vít các thứ các thấy vào rất mất thời gian. Đây bình như này các bác chỉ việc lắp cho em một cái đầu vào thôi. Lúc nào muốn đổi đầu mũi khoan chỉ ấn xuống này. Đấy, ấn xuống các bác lắp nó vào. Lúc nào các bác muốn tháo ra thì cũng lại ấn xuống luôn là tự động nó sẽ phọt ra. Đấy, thấy không? Rất là tiện dụng nhá. Đấy, cho bác nào mà trong trường hợp mà cứ phải thay đổi mũi khoan liên tục thì các bác mua cho cái đầu về. Tiện lắm các bạn, tiện cực kỳ luôn. Đầu đổi mũi khoan nhanh nhá, đầu đổi mũi khoan nhanh. 30.000 một cái đầu nha. Đấy, 30.000 một cái nhá. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đó, rất ok. Đây, đấy, các bác ưng cái mã này chụp ảnh màn hình này báo em này. Tiếp theo thì em về một ít cái mã lưỡi cắt mini. Đấy thì em sẽ bán theo một bộ nhiều nhá, một set nha. Thì các bác cứ lên mã em xem cái bộ lưỡi cắt mini 6 món nhá. Đấy, bộ này thì sẽ có giá là 40.000 một bộ này. 40.000 thì chuyên dùng cho các bác thợ thuyền, những cái bác dạng thủ công. Ở đây trong này có một cái này để các bác về lắp lưỡi này, đầu lắp lưỡi này và những cái lưỡi cắt cái thứ này. Đấy, về các bác cắt đồ nhựa này, rồi là đồ gỗ thứ là những cái đồ tinh chỉnh dạng nhỏ ấy. Đấy, cho các bác dùng để chế cháo, cắt những dạng nhỏ là các bác dùng cho em cái đĩa này. Đấy, có thông số này, đĩa 22 này, đĩa 25, đĩa 32, đĩa 35, đĩa 44 này, đĩa 32 này. Đấy, nó có 6 chi tiết ở đây. Đấy, bộ lưỡi cắt mini 6 món nhá, bộ lưỡi cắt mini 6 món, 40.000 một bộ này nhá, 40.000 bộ này, về dùng cực kỳ hay luôn. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Con này nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là nhiều tính năng hay nhá. Đây các bác cùng coi này. Trong một sản phẩm chỉ với vài chục cành đã giúp anh em hỗ trợ trong nhiều việc. Có thể cắt ống nước và cắt gọt những cái dụng cụ mà trong góc kẹt mà anh em không thể với tới. Cái này có thể là gắp vô máy khoan nha anh em. Rất là tiện lợi luôn mà mình cắt rất là ngọt nha anh em. TikTok shop đang giảm giá, anh em có thể mua về dùng. Đấy, ra đây không? Những cái vị trí khó, góc hẹp này, rồi là những cái đồ nó nhỏ nhỏ này. Đồ nó không cần to quá thì các bác dùng cho em cái đĩa cắt này. Nó là dạng là đĩa cắt mini mà nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nhỏ như có võ, cắt cực kỳ hay. Đấy, những cái vị trí góc khuất này này. Các bác nhìn này, cắt rất là ngon luôn. Đấy. Bộ lưỡi cắt mini 6 món nhá. Đấy, 40.000 bộ này. Đấy, nó sẽ có một cái đầu kẹp này và đi kèm là 5 cái đĩa cắt này nữa. Là 40.000. Đấy, các kích cỡ to nhỏ khác nhau. 22 25 32 35 44 này. Đó, ok. 40.000 bộ nhá. Bộ lưỡi cắt mini 6 món nhá. Dạng lưỡi cắt nhỏ, lưỡi cắt mini luôn nhá. Thì bên em tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng chảo của Hàn Quốc này. Lên mã em với cái chảo Hàn Quốc nhá. Dòng này thì chảo cực kỳ to luôn. Đường kính của nó là vào là 32 cm nhá. Chảo rất to nha các nhá. Chảo thiết kế cực kỳ to chắc chắn luôn. Và có chống dính nhá các nhá. Có chống dính và có đun nước bếp từ, có đun nước bếp từ luôn nên là có yên tâm nhá. Bếp từ, bếp ga các thứ là các bác đun hết luôn. Đấy, sản phẩm thì mới nguyên hộp nha, đóng gói rất cẩn thận này. Đấy, đầu tiên thì sẽ có cho bác một chiếc môi gỗ này. Đấy, nhà thiết kế nhà sản xuất rất là cẩn thận, là
cho các bác nhà một chiếc môi gỗ này, vì những cái chất liệu chống dính ấy, các bác dùng những cái môi bằng sắt các thứ giờ là các bác xài nó rất hay nhanh bị xước và bong những cái lớp chống dính, nên là nhà rất cẩn thận là có đi kèm nó một chiếc cái chìa cái môi đảo bằng gỗ này để các bác xào nấu bằng cái môi gỗ này, nó rất là an toàn và không lo nó bị xước cái men chống dính nhá, tại vì các bác hay dùng những cái chìa ấy là hay bị đấy này, hay bị xước ra này. Đấy thì sản phẩm thì sẽ gồm có là một chảo này, đi kèm cho bác là phần tay qua này, thì về các bác lắp vào thôi nhá. Đấy, về các bác lắp vào đây là các bác xài thôi. Đấy, lắp vào đây là xài. Và đây là cái phần tay qua của nắp vung thôi nhá. Đấy, rồi là có cả môi đi kèm luôn này, rất cẩn thận luôn. Và đây là vung này, vung này của nó sẽ là vung bằng kính trong suốt nhá, khi mà các bác nấu ăn rất là tiện theo dõi luôn. Đấy, bóng loáng luôn này các bác. Đấy, và kính là kính cường lực nhá, rất chắc chắn luôn. Đây. Đấy, các bác đậy vào là vừa khít luôn. Đấy, bình thường là các bác hay dùng để dán nhá, thì nếu mà có vung này các bác có thể xài, các bác nấu nướng được luôn. Chảo này thì sẽ có đường kính vào giúp em là 32 cm. Đấy, đường kính tổng thể là 32 cm, rất là to luôn. Đấy, những cái dòng chảo 32 cm thì các bác sử dụng nhà đông người thứ cho em rất ok. Chảo đi cực kỳ dày, dẫn chắc chắn nhá. Bên trong thì phủ một lớp chống dính này, bên ngoài có phủ chống dính luôn nhá. Đây, bên ngoài có phủ dính luôn, toàn bộ bên trong bên ngoài đều được phủ lớp chống dính vân đá lên, rất đẹp nhá, nên các bác xào nấu cho em vào đây thoải mái luôn này. Đây, và đế này của nó có thể dùng được bếp từ cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, đế là dùng được bếp từ luôn, bếp từ, bếp ga các thứ là các bác xài hết luôn. Cái này, con này nói chung là nó không kén bếp nhá, bất kỳ loại bếp nào cũng dùng hết luôn. Đấy, và giá của nó thì vô cùng là hạt rẻ luôn nhá, hạt rẻ luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo Hàn Quốc nhá. Đấy, chảo Hàn Quốc này, chảo Hàn Quốc, đường kính của nó sẽ là 32 cm, và em báo giá luôn 140.000 một chiếc chảo Hàn Quốc nha, 140.000 thôi, giá siêu hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất ok. Đấy, 140k một cái nhá, giá rất tốt luôn. Vùng viếc này, rồi là môi, rồi là tay quai các thứ đi kèm đầy đủ nhá. Thì khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ rời bên ngoài, còn nếu mà các bác về nhận xong thì các bác lắp và các bác xài thôi. Riêng cái dòng chảo này thì nói chung là nó không có lỗi lầm gì đâu. Đấy, chủ yếu quan trọng là các bác kiểm tra về cái chất lượng. Đấy, cầm nó có chắc chảo hay không, rồi là vùng viếc các thứ là nó ok không. Đấy, đầy đủ các thứ không. Đấy, còn nói chung là về chất lượng thứ hàng của Hàn Quốc thì người ta kiểm định rất là ok thôi. Đấy, chảo Hàn Quốc nhá, đường kính 32 cm, giá hiện tại em bán là 140.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cà mèng. Các bác cứ lên mã thì em sẽ là cà mèng. Ở trong Nam thì nhiều bác hay gọi là cà mèng, hoặc là miền Bắc hay gọi là cặp lồng nhá. Cặp lồng em báo giá luôn 1,6 lít nhá, giá nó sẽ là 120.000 một cái cặp lồng nha. Hàng cũng của Hàn Quốc này. Đây, dung tích 1,6 lít nhá các nhá. 1,6 lít. Em mở ra bác còn một cái này, rất chắc chắn luôn. Chất liệu toàn bộ sẽ là inox 304 nhá. Dùng an toàn, đó ok. Thì sản phẩm đây sẽ gồm có là một chiếc nắp này. Đấy, cái nắp này thì khi mà các bác mở ra thì nó sẽ thành một chiếc bát luôn. Đấy, các bác ngửa lên như này, bình thường là các bác úp xuống thì nó sẽ là một cái nắp đậy cho cái cặp lồng này. Còn nếu các bác mở lên thì nó sẽ thành một cái bát nhá, để các bác có thể ăn uống ở đây trực tiếp ở đây được luôn. Đấy, rất sạch sẽ, ok này. Đi kèm bên trong này thì sẽ có là hai cái khay để các bác đựng đồ ăn các bác mang đi làm. Đấy, dành cho học sinh, sinh viên, rồi các bác làm văn phòng, công trình, công trường, hoặc các bác mang cơm cho người bệnh các thứ, rồi đấy, mang cơm vào bệnh viện các thứ rất ok. Đấy, đựng cơm, đựng canh vào đây các bác xách đi ok. Có phần quai xách nữa nhá, thiết kế rất chắc chắn và dày dẫn luôn nhá. Đấy, thiết kế cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn, inox 304 rất xịn sò. Đấy, có cả nắp nước các thứ đi kèm, các bác chỉ việc là mang đồ đĩa đũa cái thìa đi là các bác chén cơm cho em ngon lành luôn. Đấy, đây, sách mang đi mang lại sạch sẽ ok nhá. Rồi về các bác đựng đồ ăn, nước các thứ đấy ok luôn. 120.000 nhá, 120.000. Lên mã giúp em sẽ là cái cặp lồng hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, cặp lồng hoặc là cà mèng đều được nhá. Cặp lồng hoặc là cà mèng đều được này. 1,6 lít nhá, khá là to luôn đấy. Chỉ có 120.000 thôi. Bằng inox 304 này các bác dùng yên tâm, rất an toàn, sạch sẽ luôn. Đó, 120k. 1 lít 6 nhá, có đầy đủ các ngăn để các bác có thể đựng đồ ăn, mang đi mang lại tiện dụng ok luôn. 120.000 nhá. Cà mèng hoặc là cặp lồng đều được nhá. 1,6 lít 120k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái dòng dây thít này, nhiều bác gọi là dây thít hoặc là dây rút đều được nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã cho em xem cái dây thít đi. Dây thít thì hiện tại em nó có hai mã, là một mã dây ngắn nhá. Dây ngắn đây, và một mã là mã dây dài nhá. Mã dây dài và em báo giá luôn. Hiện tại em đang bán đồng giá một cái bịch như này. Đấy, thì 30k nhá, 30k thì các bác cứ lên mã cho em, ví dụ đây là cái thít ngắn này. Đấy, thít ngắn. Giá cũng 30 nhá. Đấy, và cái gói thít dài. Đấy, thít dài đây, thít dài cũng là 30 luôn.
Đấy, cũng là 30.000 luôn các nhá. 30.000 một túi. Thì đây em sẽ quay chi tiết bác này. Cái dòng thít ngắn này thì kích thước của nó sẽ vào là 20 cm nhá. Đấy, 20 cm này, 20 cm. Tức là chiều dài của thít là 20 cm và cái trọng lượng một túi này của nó sẽ là 250 g một túi, tương đương với lại là 315 cái nhá. 315 cái dây thít. Đấy. 250 g dây thít các nhá. Đấy thì tương đương vào là 315 cái thì tính ra vào là có 30.000 cho một cái túi thôi mà được tận là 2,5 lạng luôn. Bình thường là các bác cũng ra quán xá người ta bán một lạng là bác ít phải khoảng tầm 50.000 một lạng luôn. Đấy mà một lạng thì nó được rất ít, như đây các bác mua một cái túi này là 250 g luôn và vào 2,5 lạng đấy mà giá nó chỉ có 30.000 thôi. Nói chung là giá nó siêu hạt rẻ luôn, hàng bên em thanh lý giá nó siêu tốt luôn. Đấy, 315 cái các bác về mua gói về các bác xài thoải mái gia đình nhà mình luôn, buộc rồi là thít tất cả các loại vật liệu chất liệu rồi là các bác sử dụng đa năng trong rất nhiều công việc nhá. Thít ngắn nhá, 30.000. Ngoài ra thì đây có cái mã thít dài. Thít dài thì một túi này cũng là 250 g luôn và một túi này được là 152 cái nhá. Và cái kích thước của nó sẽ là 30 cm. Đấy, 30 cm, chiều dài của nó sẽ là 30 cm, một cái dây thít này là dài là 30 nhá. Dài 30 thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi thít dài nhá, túi dây thít dài. Thì hiện tại em đang bán một túi thít dài này là 30.000 luôn. Nói chung là cứ đồng giá là 30.000. Thì hai mã chia ra thít ngắn và thít dài, thì các bác cứ lấy mã thít ngắn hay là thít dài thì các bác cứ báo nha, bảo là cho tôi một túi thít ngắn hoặc là cho tôi một túi thít dài. Đấy, thì bên em sẽ biết được bên nào các bác nhá. Còn giá thì sẽ được cứ đồng giá là 30.000, thì các bác cứ lấy loại nào thì lấy. Bao tay lao động thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này. Đấy, để dành cho các bác mua về anh em thợ thuyền lao động lao nước các thứ này, rồi các bác sử dụng ở trong nhà mình cũng ok luôn. Đấy, thì hiện tại anh em sẽ có bán lẻ theo đôi và bán theo lố nhá. Đấy, bán lẻ theo đôi và bán theo lố thì hiện tại em đang bán lẻ một đôi bao tay nha. Giá của nó sẽ là đi 10.000 một đôi nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bao tay lao động nhá. Đấy, bao tay lao động thì đang bán lẻ một đôi bao tay lao động nhá là 10k. Đây, cứ liên mã cho em sẽ là bao tay lao động nhá. Bao tay lao động này, một đôi là 10k trên một đôi. Còn nếu mà các bác lấy theo lố thì nó giá siêu tốt luôn. Một lố như này này, đấy một lố nguyên bịch nha là 12 đôi nhá. Đấy 12 đôi. 12 đôi mà giá thì các bác biết bao nhiêu không? Báo giá bác nghe giật mình luôn. 70.000 một lố bao tay 12 đôi. Nó chỉ có 70.000 thôi. Đấy tính ra tính vào đôi thì nó rất là rẻ. 12 đôi nó chỉ có 70.000. Các bác mua lẻ một đôi đã 10.000 rồi. Như đây bên em bán các bác 12 đôi mà chỉ có 70.000 thôi. Nói chung là theo em là các bác nên mua theo lố, nên mua theo lố cả một lố là 12 đôi này luôn. Đấy về dùng các bác dùng dần. Đấy, đeo thì rất là vừa. Dòng này của nó là dòng size free size, dòng co giãn nhá, nên các bác tay to tay nhỏ các bác đeo hết luôn. Đây, đeo và rất là ôm tay này. Ở đây nó có những cái hạt cao su này, nó đính li ti li ti này, các bác cầm nắm một thứ cho em không lo nó bị trơn trượt nhá. Về các bác sử dụng anh em thợ thuyền xài này, đấy, bê kính bê kiếc bê sắt xi này, rồi là các bác sử dụng lao động chân tay cái gì giờ các bác cần một đôi bao tay bảo vệ này thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nói chung là ngon bổ rẻ chất lượng nhá. Một đôi này là 10.000, lên mã nha sẽ là bao tay lao động nhá, một đôi là 10.000. Còn các bác lấy theo lố, một lố là 12 đôi, giá nó chỉ có 70.000 thôi nhá. Đấy, đây giá đây. Đấy, 12 đôi 70, một đôi là 10.000, bao tay lao động nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng pin 18650 này để về các bác sử dụng rất nhiều những thiết bị này. Đấy, rồi là đèn pin, đèn bổng này, rồi là các bác mua về sử dụng rất nhiều thiết bị nó dùng cái pin này luôn. Đấy, nó là cái dòng pin 18650 nhá. Cái dòng pin sạc tích điện nhá, khi mà hết pin thì các bác lắp vào các bác sạc. Đấy, và khi mà sạc đầy các bác lại lôi ra các bác xài nó rất là hay. Đấy, nó có thể sạc tích điện như kiểu pin điện thoại ấy. Đó. Thì đây mã pin của nó sẽ là 18650, dung lượng của nó sẽ là 6800 mAh và điện áp của nó sẽ là 3.7V nhá, 3.7V. Pin rất ok. Pin này pin của hãng luôn nhá. Thì em báo giá luôn. Hiện tại em đang bán một viên pin 18650 này, giá nó chỉ có 20.000 thôi. Giá rất là tốt và dễ mua luôn. 20k nhá, lên mã giúp em sẽ là pin 18650. 20.000 một viên nhá. Để về các bác xài, lắp đặt thiết bị này rồi là anh em sử dụng chế cháo này, rồi các bác lắp vào một số thiết bị ví dụ đèn pin này, một có thứ là nó rất hay dùng pin này. 20.000 một viên nhá, pin 18650. Tiếp theo đó là cái dòng quạt 12V này. Cái này thì em báo giá luôn nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái quạt tẩu 12V nhá. Cái này nó sử dụng là nguồn 12V và nó dùng là cái dùng cái nguồn cổng vào là cái cổng đầu tẩu các bác hay dùng xe ô tô ấy. Thì giá của nó sẽ là 120.000 một cái quạt này. Đấy, dùng rất là hay. Nó là dòng quạt đôi quá. Đấy, quạt hai quạt luôn. Quạt hai quạt và có cả công tắc
điều chỉnh số siêu các thứ rất ngon này nhá. Sản phẩm này thì mới nguyên hộp như này, rất xịn sò và rất là hay luôn. Đấy, các bác dùng trong những trường hợp ví dụ như là các bác nhà các bác ô tô đấy, ví dụ như là những cái ô tô đời cũ mà điều hòa nó yếu ấy đấy, hoặc điều hòa nó hỏng ấy, thì các bác muốn sắm nha một cái con quạt để các bác để trên ô tô thì con này là một cái lựa chọn hết sức hợp lý luôn. Đấy, đây nó có là bẻ các hướng các kiểu luôn này. Đấy, bẻ về đằng sau này, bẻ đằng sau để bẻ về đằng trước này. Đó, rồi là các bác có thể là quay các hướng này. Đấy, các bác quay điều chỉnh các hướng cho em nhé. Đấy, đây quay điều chỉnh các hướng này rất là linh hoạt và thoải mái các bác lựa chọn luôn. Đấy, và cái con này và khi mà các bác điều chỉnh ấy thì các bác điều chỉnh ở đây nó sẽ có cấp độ này. Đấy, cấp độ 1 này, đấy, số 1 và số 2 nhá. Và các bác đẩy về giữa thì là số 0, tức là tắt đi. Còn nếu các bác muốn mạnh thì bật số 2, còn muốn mạnh vừa thì bật số 1 các em nhá. Đấy, hàng của nó thì sẽ là hàng 2 quạt. Một quạt này thì sẽ có công suất là đi 10W này. Đấy, công suất của nó sẽ là 10W nhá. Thì hai quạt này vào 20W luôn. Rất khỏe luôn và cực kỳ mát nữa nhá. Đấy, cái tầm gió nó ra rất là mát. Tầm gió ra mất rất mát và nó êm quá. Quan trọng là cái động cơ của nó là cái động cơ không chổi than nên là dùng nó rất là bền. Đấy, dùng rất là bền. Đây. Và cái đầu nguồn nó vào đây. Đây là cái đầu nguồn tẩu này. Đấy, cái đầu nguồn tẩu. Thì cái này về bác làm có ô tô là các bác cắm trực tiếp vào cái tẩu ô tô là các bác xài thôi. Còn nếu mà nhà các bác mà không ô tô thì em sẽ có một cái giải pháp để cho các bác không ô tô. Thì thay vì các bác không có ô tô thì mình có thể dùng cho em cái bình ắc quy các bác nhá. Đấy, thì đây, hiện tại em đang có một cái bình ắc quy nha, bình ắc quy xe máy 12V này. Thì khi mà các bác muốn mua thêm cái thiết bị để sử dụng cho cái bình ắc quy thì bên em sẽ bán cho bác cái đầu tẩu cái như này. Thì hiện tại bên em đang bán một cái đầu tẩu cái như này với mức giá là 40.000 một cái nhá, 40.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đầu tẩu cái để các bác cắm đi chung với lại cái quạt này này. Thì cái đầu tẩu cái này hiện tại bên em đang bán là 40k một cái đầu tẩu cái này. Thì đây em sẽ hướng dẫn các bác xài luôn này. Cái đầu tẩu cá này nó sẽ có là hai cái đầu kẹp như này. Đấy, một đầu kẹp dương và một đầu kẹp âm. Thì các bác kẹp trực tiếp vào bình. Đấy, dương các bác kẹp vào dương nhá. Âm các bác kẹp vào âm cho em. Đấy, kẹp vào. Sau đó là ở đây là một cái đầu cổng vào. Đấy, nó hiểu là cái tẩu trên ô tô ấy, các bác cắm trực tiếp đây cho. Cắm vào đây. Đó, cắm vào cái quạt chạy luôn này. Và quạt chạy cực kỳ êm và rất mát luôn nhá. Riêng dòng này các bác không mát không lấy tiền các bác luôn. Mát cực kỳ vì nó là dòng quạt đôi. Mà đấy, động cơ không chổi than nó chạy rất khỏe và rất là êm. Đấy, các bác biết những cái động cơ 775 của nó đấy. Đấy, nó quậy cái vòng tua nó rất là khỏe luôn. Đây mặt số 2 này. Đấy, nó phà mát dã man luôn. Đấy. Đấy, thì các bác có thể để trên xe ô tô hoặc nhà các bác nào không ô tô mà có bình ắc quy ấy. Đấy, nên các bác để không thì nó lãng phí thì các bác mua cho cái này về. Đấy, mình quạt quậy cái thứ này. Rồi là trong trường hợp mà mất điện, mất đóm cái thứ này thì các bác xài cho em cái này cũng ok luôn. Đấy, thì các bác chỉ việc là mua cho em cái quạt này về, còn cắm trực tiếp với cái tẩu ô tô là các bác xài thôi. Nó sử dụng nguồn là nguồn 12V thôi nhá. Còn nếu mà các bác không có ô tô, các bác muốn xài bình ắc quy thì các bác mua cho em thêm cái đầu tẩu cái nhà các bác nhá. Đấy, thì tại một cái đầu tẩu cái này bên em đang bán là 40.000 một cái. Thì các bác có thể về kết nối cắm vào đây, sau đó các bác kẹp trực tiếp vào trong cái bình ắc quy như mình. Đó, bật quạt, thế là quạt chạy có thế thôi. Quạt chạy cứ phà rất mát luôn. Đấy, bình này các bác chạy chắc phải cả vài ngày nó hết luôn. Đấy, cái điện nó ít lắm ạ, vì cái nó là cái động cơ không chổi than nó êm các bạn, nên là cái công năng sử dụng nó tiêu hao cái điện nó rất là ít, nó không nhiều. Đấy, nhưng mà bù lại thì quạt chạy rất là êm và rất là mát luôn, rất êm rất mát luôn. Thì giá của nó một cái bộ sản phẩm, một cái quạt tẩu 12V như này là 120.000 một cái nhá, 120.000 một cái. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm cái đầu tẩu cái để dành cho những cái bác nào mà không dùng trên xe hơi, dùng ở cuộc sống bình thường ở nhà mình thôi, thì mua thêm cho cái đầu tẩu cá này, thì cái đầu tẩu cá là 40.000 thôi nhá. Đó, còn quạt thì là 120.000 một cái. Về cứ kẹp trực tiếp vào cái bình 12V cho em là các bác xài thôi, rất ok luôn, dễ dàng sử dụng mà rất là hay, tiện ích thôi nhá. 120k một chiếc quạt tẩu 12V nha. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em về tiếp tục cho các bác cái lô chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá. Đấy, cái này thì chắc nhiều bác mà những cái bác mua trong năm chắc có biết cái dòng chăn này rồi. Đấy, nó là dòng chăn đũi nhá. Đấy, hữu cơ và nó thành phần chính là từ sơ đậu nành thôi nhá. Đấy, và em báo giá luôn 150.000 một cái nhá. Và kích thước của nó sẽ là 2m nhân với 2m3. Cái này thì các bác đắp nhà đông người 2-3 người cho em thoải mái luôn, chăn rất to nhá. Và đặc biệt là cái chất liệu nó từ chất liệu đũi các bạn. Đấy, từ chất liệu đũi các bác nghe, từ đũi là các bác biết rồi. Mùa hè ấy, thì các bác nên dùng những chất liệu như đũi nhỉ. Các bác nằm nó rất là mát luôn. Đấy, nằm rất là mát và đặc biệt đấy. Bình thường ấy, ví dụ như là ban ngày thì rất là nóng, như ban đêm thì nhiệt độ nó lại xuống rất là thấp, nên là các bác vẫn cần có một chiếc chăn gọi là vừa mỏng đủ để các bác sử dụng cho em. Thì đây, một chiếc chăn đũi hữu cơ
Đấy, thành phần từ sơ đậu nành nhá, sơ đậu nành rất là thân thiện an toàn với lại da nhá, da và cũng như là môi trường và cũng như là cái chất nó rất là mát nhá, cái chất đũi sò rất là mát này. Đấy, và đây tem mác đầy đủ luôn. Hàng này của nó là hàng của Hàn Quốc nhá, hàng của Hàn Quốc đây này. Tàng mác các thứ ngon lành luôn. Giá nó chỉ có 150.000 thôi. Các bác nghe đấy, cái chất đũi các bác biết nó mát nhèo rồi, nó mát cực kỳ luôn và nằm rất thích luôn nhá. Và chăn rất to. Chăn của nó là vào 2m x 2m3. Cái này thì cái đợt mùa hè năm ngoái em bán kinh khủng khiếp luôn. Đấy, và bắt đầu nó vào dịp mùa hè rồi thì cái chăn này nó lại rất là hot hit nhá, vì nó nằm nó rất là vừa. Đấy, vì bình thường ấy là các bác hay nằm những cái con chăn to ấy. Đấy, những cái con chăn mà mỏng quá thì có khi các bác lạnh, mà những cái con chăn dày quá thì nóng, thì các bác mua cho một chiếc chăn đũi này về. Đấy, các bác sử dụng nhá. Đắp rất là vừa trong cái mùa hè này luôn. Dùng cực kỳ thích, đặc biệt là mùa hè nhá. Giá của nó sẽ là đi 150.000, kích thước là 2m x 2m3, rất to luôn. Các bác sử dụng nhà đông người, đắp nhà 2-3 người một giường thoải mái chăn luôn và nằm rất mát đây. Đấy, rất đẹp luôn. Cái chất đũi này, có nhìn cái chất đũi này. Đấy, nó sờ nó mịn mà nó đắp rất là mát luôn, đắp rất là mát, không bị bí đâu. Đấy, thông thoáng tốt. Và dòng này các bác giặt cho em thoải mái luôn nhá, giặt cho em thoải mái luôn. Đấy, chất đũi và thành phần chính là từ sơ đậu nành nhá. Đấy, sơ đậu nành rất là an toàn với lại thân thiện với con người cũng như là thân thiện với môi trường và dùng rất là tốt luôn. Đó, chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá, 150.000 một chiếc. Chăn này chăn của Hàn Quốc nhá, chăn của Hàn Quốc rất xịn sò. Đấy, hàng này thì số lượng hạn là quá nhá, không có nhiều đâu vì nó bắt đầu đang vào mùa nóng mà, nên là hàng nó lúc nào hầu như cũng cháy hàng luôn. Đấy, bên em về cái lô này chắc được khoảng tầm vài chục chiếc thôi, không có nhiều đâu ạ. Đấy, và nhiều bác hỏi bên em là dòng chăn chiếu này thì có hàng cũ không, thì em can cái bác luôn là hàng bên em là hàng mới 100% nhá các bác nhá. Hàng mới 100% nguyên bịch luôn. Nên là các bác yên tâm nhá. Nhiều bác cứ bảo là sợ hàng cũ, thì em cam kết bác là nhà em không bán những cái hàng chăn, hàng chiếu, gối các thứ là không bán hàng cũ đâu bạn, vì sợ lắm, dùng hàng cũ không biết đâu một lần. Đấy, bên em bán cho bác hàng mới nhá, hàng mới chưa ai dùng, nên là các bác dùng yên tâm. Đó, chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá, 150k một chiếc chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành, kích thước là 2m x 2m3, đắp vào mùa hè thì rất là mát và chưa hết hot, vẫn chưa hạ nhiệt, chính là dòng chăn hè đũi quốc dân này nhá mọi người nhá. Được làm từ dòng vải đũi hữu cơ đậu lành, vô cùng mềm mại và thoáng mát. Chưa hết, lớp bông trần ở bên trong là dòng bông hơi kháng khuẩn, cho nên tạo cái cảm giác cực kỳ êm ái khi sử dụng. Khổ chăn là khổ chăn kích thước 2m x 2m3. Và có một điều đặc biệt hơn là với cái chăn trần bông này, mọi người có thể yên tâm giặt máy thoải mái mà không sợ bị xù lông, không sợ bị vón cục. Đó, rất là phù hợp luôn. Đấy, đặc biệt là bắt đầu đang vào mùa hè rồi, miền Nam miền Bắc bắt đầu đang đều vào mùa nóng mùa hè rồi, các bác đắp cho em cái dòng này rất là vừa, thích hợp trong mùa hè này. Đấy, chăn đũi hữu cơ sơ động này nhá, 150k một chiếc, kích thước là 2m x 2m3, dùng rất thích luôn. Cái này thì chắc nhiều bác mua những cái đợt lô trước thì cũng có nhiều, một số bác hỏi cái đợt này nhưng mà bữa trước là chưa về, thì hôm nay về rồi, thì bác nào mà chưa mua được các bác nhá, thì các bác có thể tranh thủ mà xem ưng thì chốt luôn nhá. Đây nhá, chăn thì khi mà em gửi đến các bác là vẫn còn nguyên trong bịch này, mới keng luôn này, nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, chăn là mới keng luôn. Tiếp theo thì sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái vòi nước V21 này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ cái vòi nước đơn hoặc là cái vòi nước V21 đều được nhá. Đấy, một chiếc vòi nước inox 304 rất là xịn luôn. Đấy, về các bác lắp đặt vào cái phần hệ thống nước nhà mình các bác xài nhá. Con này thì inox 304. Đấy, phần khóa đây cực kỳ trơn tru, dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, và lượng nước ra rất là đều. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Gen là gen 21 này. Đấy, gen 21 về các bác sử dụng. Đấy, đây nó có cả một cái phần khớp nối nhanh này. Đấy, đây, tay gạt của nhá, tay gạt là rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Nó rất là êm luôn nhá. Đấy, con này dùng ok lắm, dùng chắc chắn và bền. Riêng những cái dòng inox các bác dùng thì siêu bền rồi. Đấy, đây, phần núm này. Đấy, em báo giá luôn nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ cái vòi nước V21 hoặc là vòi nước đơn đều được. Đấy, vòi đơn V21 nhá. Đấy, V21 này. Em báo giá luôn, giá chỉ có 50.000 thôi. Đấy, bình thường các bác ra quán xá ra ít thì người ta phải bán cho bác khoảng tầm 70-80.000 một cái. Đấy, bên em gửi bác giá siêu tốt luôn. Đấy, inox 304 mà nó chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, tay cạt rất êm, về các bác kết nối vào những cái gen 21, những cái vòi nước có sẵn nhà mình ấy. Đấy, các bác thay những cái vòi nhựa đi, chuyển sang dùng những con vòi inox cho em rất là bền luôn. Đấy, sử dụng ok, tay cạt nhẹ nhàng tình cảm nhá. 50k một cái thôi. Vòi đơn V21 nhá các nhá. Vòi đơn V21 50k, inox 304 luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng, đó là cái lọ gia vị này. Các bác lên mã giúp em cho cái lọ đựng gia vị nhá. Đấy, lọ đựng gia vị em bán giá luôn. Một lọ này hiện tại em đang bán giá sẽ là 15k nhá. 15k một cái lọ gia vị nhá. Đấy, 15k một lọ, giá rất hạt rẻ bình dân. Mà về các bác dùng đựng gia vị cực kỳ hay luôn. Đấy, cái này em dùng hay lắm. Ở đây.
Sản phẩm thì cái phần thân của nó là bằng thủy tinh nhá, nên các bác dùng rất yên tâm rồi. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là phần nắp này và một cái rất là hay. Đấy thì về thì các bác tháo cái này ra. Đấy, sau đó các bác lắp vào xem. Lắp đây, đấy gen xoáy mà. Lắp đây, sau đó các bác đổ gia vị vào và các bác lấy cái phần núm lồi nó và một cái thìa này các bác cắm vào. Đấy các bác cắm vô đây. Đấy các bác cắm chặt vào nhá. Và lúc nào mà các bác lấy gia vị thì các bác bình thường các bác đậy nhầy nhá, còn nếu các bác muốn lấy gia vị các bác mở nắp ra xúc xem cái hất ra, xúc gia vị mì chính mắm muối thứ các bác xúc cái hất ra, thế là xong. Đấy, không cần mình bình thường là các bác hay phải thò tay hoặc thậm chí là khi mà tay ướt các bác thò vào đấy hay bị ướt gia vị, rất là khó dùng mà rất là khó sử dụng nhá. Thì các bác mua trong này về một cái sản phẩm rất thông minh luôn đấy, chỉ việc cầm một cái núm này rút ra cái lấy gia vị hất ra cái tra vào đấy, khi mà tra xong cái lại đậy kín vào đó, kín mít ngon lành luôn nhá. Phần trên này nhựa ABS, phần dưới thì là thủy tinh trong suốt rất chắc chắn luôn. 15k một cái lọ thôi nhá, chỉ có 15.000, lên mã em sẽ cái lọ gia vị nhá, 15k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng cà mèng này. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái cà mèng hoặc là cái cập lồng đều được nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cà mèng. Ở trong Nam này các bác hay gọi cái này là cà mèng hoặc là ở ngoài Bắc hay gọi là cập lồng nhá. Đấy, cập lồng thì em báo giá luôn. Cái này sẽ có dung tích là 1,6 lít nhá. Là giá sẽ là 120.000 một cái nhá, 120.000 một cái. Đây dung tích 1,6 lít này. Đấy, con này thì các bác mang cơm đi làm này, đấy đi đi làm đi hoặc là đi bệnh viện này, đi đi dân văn phòng, đấy mang cơm mang nước đi làm. Anh em công trình công trường mang cơm mang nước đi rất ok nhá. Thì đây, một bộ sản phẩm của nó sẽ gồm có là một cái cặp lồng chính này. Đấy, để các bác đựng cơm canh vào đây này. Rất dày, rất chắc chắn luôn. Dày lắm ạ. Đấy, inox 324, dày dã man luôn, có phần quai sách rất chắc chắn nhá. Đấy, đinh tán này. Làm rất thiết kế rất chắc chắn, dày luôn. Đấy, có thể là giữ nhiệt các bác giữ nhiệt cho em thoải mái luôn nhá. Và đi kèm mình của nó sẽ có là hai cái khay. Đấy, hai cái khay nha. Đấy, thì các bác có thể lồng vào đây. Đấy, ví dụ khay dưới đây các bác để đồ ăn này. Hoặc là canh kệ các thứ cơm này. Khay bên trên này các bác đựng những cái đồ ăn, ví dụ thịt thà nữa vào đây ok. Và đi kèm là một cái nắp đậy nha. Đấy thì các bác xoáy gen vào đây nhá. Của nó là dạng gen xoáy, các bác xoáy vào cái là nó đậy kín nó luôn, rất kín nhá. Đấy các bác xách mang đi mang lại rất ok, rất tiện dụng mà chắc chắn bằng inox 34 thì các bác dùng nó rất là an toàn với sức khỏe luôn. Đấy, sáng bóng đẹp tuyệt vời, mới trang nguyên hộp luôn nhá. Và cái nắp đậy này rất hay này, là khi mà các bác mở ra thì nó sẽ biến thành một cái bát các bác nhá. Đấy, biến thành một cái bát để các bác có thể ăn cơm vào đây được luôn. Đấy thì như các bác mang đi, các bác chỉ mang cho em là một cái thìa một đôi đũa thôi, không cần phải mang bát biết gì cả. Đó thì đây nó đã có sẵn cái nắp này, là coi như các bác dùng thành một cái bát được luôn rồi, rất tiện dụng luôn. Đấy, phần quay sách này, sách mang đi mang lại rất ok. Dung tích là 1,6 lít nhá. Inox 304, sáng bóng đẹp tuyệt vời. Giá của nó thì sẽ là 120.000 thôi, 120.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cà mèng hoặc là cái cặp lồng đều được nhá. Đấy, 1,6 lít nhá. Giá của nó sẽ là 120.000 một cái cà mèng hoặc là lên mã nhầm là cái cặp lồng đều được nhá. 120k dung tích 1,6 lít, rất ok, chắc chắn, chất lượng lắm, cầm nặng trịch luôn. Đấy, dày rất inox dày lắm ạ, inox dày. Đấy, vừa có bát này, vừa có khay để các bác đựng đồ ăn các thứ này. Quá tiện dụng luôn. Đấy, đi làm công trình công trường văn phòng rồi ví dụ như là mang cơm cho người ốm người bệnh, mang vào bệnh viện cũng ok luôn các nhá. Rất tiện dụng. Các bạn lại ok. 120k một cái nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây, hôm nay bên shop về cho bác một cái lô chảo Hàn Quốc rất là xịn nhá. Đây lô chảo Hàn Quốc này. Lô chảo hàng Hàn Quốc, size này của nó sẽ là size 32 cm, hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng mới nguyên hộp, hàng thanh lý siêu thị, rất xịn sò. Đấy, em báo giá luôn 140.000 một cái chảo thôi, chỉ có 140.000, giá siêu hạt rẻ nhá. Đấy mà rất chất lượng, chống dính ngon lành luôn nhá. Đấy, chống dính ngon lành đây. Sản phẩm này thì đây sẽ gồm có là vung này, vung kính cường lực trong suốt nhá, để các bác có thể là tiện theo dõi đồ ăn các thứ ok. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là cái phần quai vung. Đấy, cái phần tay nắm và vung ấy để về các bác lắp vào nhé. Còn đây thì em quay nhanh thôi thì nó nguyên túi này thì về các bác lắp vào, nó có ốc vít đầy đủ hết rồi, về các bác tự lắp này. Phần cán chảo này thì cũng tháo rời ra không nhá. Đấy, tháo rời luôn đây. Đấy, chữ Hàn Quốc này. Và đi kèm thì sẽ có kèm luôn các bác một cái môi để các bác xào. Đấy, những cái chảo rung dính ấy là các bác xào và các bác nấu, các bác để ý ấy, các bác dùng những cái môi bằng gỗ ấy, những cái đồ bằng gỗ thì nó đỡ xước cái chống dính thì nó sẽ giữ được bền hơn các bạn, giữ được bền hơn. Đấy thì bên nhà xuất rất cẩn thận là sẽ có kèm cho bác một cái môi bằng gỗ này, rất là ok luôn này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, đó là chiếc chảo này. Chảo này thì đường kính của nó rất là rộng luôn, 32 cm nhá, và rất sâu lòng nhá. Cái này sâu lòng nó phải dựng lên khoảng tầm 10 cm, sâu lòng lắm. Các bác xào nấu vào đây cho em rất ok. Đấy, xào nấu rán nước rán giếc cho em ok. Bên ngoài bên trong thì đều được tráng
tráng một lớp chống dính vân đá nhá. Đấy, tráng một lớp chống dính vân đá này đây bên trong này. Đó bên ngoài này. Đó bên ngoài này. Cái này thì có thể dùng được mọi loại bếp luôn nhá, không kén bếp đâu. Bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại các thứ là các bác chơi hết cho em luôn. Đấy, bếp từ, bếp ga là dùng hết luôn. Rồi là bếp hồng ngoại, bếp củi, bếp than dùng hết các bác nhá. Đấy, dùng hết luôn. Đây, tráng trắng giống dính ngon lành thì về các bác chỉ việc lắp đặt vào các bác xài thôi. Khi mà gửi thì bên em sẽ tháo rời ra đấy để tiện cho việc vận chuyển nhá. Còn đến nơi thì các bác cứ nhận hàng đấy, sau đó các bác kiểm tra và về các bác tự lắp đặt vào các bác xài đó. Thì khi lắp đặt vào các bác xài thôi, rất là ok luôn, chắc chắn chất lượng nhá. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha luôn đấy, mới keo nguyên hộp này. Các bác có thể mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, quá ok đấy. Dùng được cho em tất cả các loại bếp nhá, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều được nhá. Và hàng này của nó là hàng size to, hàng size là 32 cm, nên là khi mà các bác nấu nướng vào đây nó rất là rộng rãi thoải mái nhá các nhá. Đấy, nấu nướng đây rất là rộng rãi thoải mái. Và cái hay của sản phẩm này là nó có kèm vung này. Đấy, kèm vung này, ví dụ như khi mà các bác dán giết các thứ này thì các bác đậy vung vô không nó bị bắn dầu bắn mỡ ra ngoài này. Hoặc là ví dụ các bác mình muốn dán xong mình muốn nấu luôn một cái nồi canh ở đây chẳng hạn này, đấy thì nó có vung này, các bác nấu luôn một nồi canh đấy, có vung viếc đậy vào đấy, đun nước các thứ nhanh sôi nhá. Đấy, và ví dụ như mình có hầm hiếc ở đây cũng ok vì nó có cái vung này giữ nhiệt này. Đó, ok luôn. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo Hàn Quốc nhá, hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, hàng mới nguyên hộp nha, giá sẽ là 140.000 và size của nó sẽ là size 32 cm nhá. Đấy, size 32 cm, size to đúng không nhá, size to đấy, không phải size nhỏ đâu. Đó, rất rất nhá. Phụ kiện thì đầy đủ bên trong chảo luôn. Về các bác cứ nhận hàng kiểm tra, sau đó về các bác lắp đặt và xài thôi. 140k. Lên mã giúp em sẽ là cái chảo Hàn Quốc 32 cm nhá. Đường kính là 32 cm. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp băng gô này. Đấy, hộp băng gô hay còn gọi nhiều bác hay gọi là cái hộp băng dán vết thương nhá các bác nhá. Đấy, băng dán vết thương. Một hộp này là 100 miếng này. Đấy, 100 miếng thì nó sẽ có 4 loại băng gô trên hình các bác đang coi đây, mà hình tròn này, các loại ngắn ngắn này, loại dài này và các loại nhỏ nhỏ này, để các bác dính đa năng hầu như là tất cả các loại vết thương. Đấy, từ to đến nhỏ ok luôn nhá, 100 miếng hàng rất là xịn luôn. Và cái băng dính này nó không như những cái dòng băng dính thông thường ấy, không như những dòng băng gô thông thường các bác mua ngoài chợ đâu. Đấy, ví dụ mua ngoài quán xá thôi. Cái này của nó là hàng siêu dính luôn, mà ví dụ như là các bác dính xong mà tay chân của bác hoặc những cái chỗ đau các bác có bị vào nước ấy, không lo nó bị bong đâu nhá, không lo nó bong đâu. Đấy, vì cái này em dùng thực tế rồi, bình thường là các bác hay dùng những cái loại ở cửa hàng cửa hiệu ấy là dính ấy, là khi mà gặp nước là rất là dễ bong, như con này này cực kỳ ok luôn. Về các bác cứ dính thử cho em đi. Đấy, cam kết bác luôn, dùng thích lắm đó. Mà một hộp này là 100 miếng, nó có 4 loại băng gô khác nhau này luôn. Đấy, 4 loại này để các bác dính đa các vết thương. Đấy, và cũng như là sử dụng cho cả gia đình nhà mình. Đấy, mua một hộp 100 miếng về xài cả gia đình, xài cả năm rồi luôn. Đó. Mà giá thì siêu hạt rẻ. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp băng gâu hoặc là hộp băng dán vết thương đều được nhá. Một hộp này thì hiện tại em đang gửi bác là 100 miếng này, với giá nó chỉ có 20k thôi, 20k. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp băng gâu nhá, băng gâu hoặc là băng dán vết thương. Một hộp là 100 miếng là 20k, là nó có đủ loại như trên hình các bác đang coi đây. Đấy, đóng gói trong hộp này. Về các bác chỉ việc lấy cho các bác xài, hoặc là nếu mà không các bác lấy ra các bác để sẵn luôn vào trong tủ, cái tủ thuốc nhà mình ấy. Về là cứ đến đâu mình lấy ra mình xài thôi. Đấy, xem cái mẫu nào nó phù hợp với cái vết thương mình bị. Đấy, thì các bác lấy các bác dán vào là xài. Hình tròn này, rồi là cái loại ngắn ngắn tầm trung này, cái loại dài hẳn này, và một cái loại nhỏ nhỏ này. Đấy, 4 loại nha, là tổng là 100 miếng nha các bác nhá, 20k một hộp. Về một số cái mã hàng thiết bị điện để cho các bác sử dụng trong cái dịp chuẩn bị đến cuối năm này. Đấy, về phích cắm, ổ cắm, rồi cả át yếc về các bác lắp đặt sửa chữa lại điện đó cho mình này. Đó thì đây, lên luôn cho bác đó là cái con át cóc 30A nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn 40.000 một con át cóc 30A nha. Đấy, 40.000 một con thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Hàng này thì của Việt Nam, sản phẩm của công ty Lan Phượng này, cụm công nghiệp Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương này. Đó. Cầu dao an toàn nhá. Con này thì nó là cái át cóc. Át cóc nhưng mà các bác có thể làm át tổng luôn. Đấy, công suất của dòng này của nó là 30A, cái mã này em đang bán là 30A nhá. Đó. Thì đây. 30A này. Đấy, dùng các bác dùng để đóng ngắt này, rồi là chống chập cháy thoải mái luôn. Con này thì nó không chống giật đâu nhá, nó chỉ có chống chập cháy thôi. Chống chập cháy thì át nó cũng nhảy luôn. Đấy, rồi là chống quá tải này. Đó. Rồi là dùng để đóng ngắt được luôn này. Đấy, ví dụ các bác dùng để đóng ngắt tổng nhà này, rồi là tổng ngoài cột này, đó, rồi là làm tổng phòng cũng được luôn. Đấy, nói chung là nó cũng khá là hay, mà nó giá là hạt rẻ, nó bình dân, mình không cần quá nhiều cái công năng sử dụng thì mình dùng con này cũng hợp lý đó, mà giá nó hợp lý. Át cóc 30A nhá,
40.000 một con này. Đấy, công suất là 30A, nó là dòng Adcock nhá. Thì về các bác có thể là lắp vào hộp hoặc là lắp vào hộp điện nhà mình cũng ok. Đấy, hai cực vào hai cực ra đây. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng xịn ok luôn. Đó. Rất chắc chắn nhá, chắc chắn lắm. Đó. Chống chập, chống cháy rồi là đóng ngắt, chống quá tải ok luôn. Công suất 30A, 40.000 một con này, hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam. Đấy, thiết bị điện Việt Nam này, Adcock 30A 40.000. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác là cái hộp nha. Cái hộp ad này thì các bác cứ lên mã thì em sẽ cái vỏ ad. Vỏ của con Adcock thì đang bán cho bác là một cái vỏ này là 10.000, nó là vỏ nhựa. Cái này thì trong những trường hợp mà các bác lắp nổi là một này, rồi ví dụ như là mình không có hộp kỹ thuật thì mình có thể lắp nổi thì mình dùng cái hộp này cho em. Thì khi mà các lắp cái hộp này vào rất là đẹp luôn đây. Khi em lắp cái hộp này vào này, các bác nhìn này, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, lắp cái hộp này vào là nhìn uy tín luôn. Nhìn sang cực kỳ, đẹp cực kỳ luôn nhá. Đấy, lắp cái đế này vào bắn vào tường. Sau đó các bác úp cái hộp này lên, quá ok luôn. Đấy, có cả lỗ để cho dây ra, rất là hợp lý nha các bác nhá. Con này cái vỏ hộp này, cái vỏ ad như này thì bên em đang gửi bác là 10.000, còn cái con ad này thì là 40.000, lấy cả vỏ cái hộp là 50.000 luôn. Đây, như một bộ như này là cả vỏ cả ad như này là 50.000 này. Đó, rất xịn sò ok luôn. Đấy, về các bác dùng làm đóng ngắt, chống chập cháy, chống quá tải các thứ là cũng hợp lý rồi. Làm tổng phòng hoặc là tổng nhà, tổng gia đình cũng ok luôn. Đấy, dùng được điện 220 thôi nhá. Hàng của Việt Nam mà nên là người Việt dùng là quá ok rồi. Tiếp theo thì lên cho bác một cái mã mới, đó là cái ổ điện 8.000W này. Đấy, ổ điện siêu chịu tải nhá. Con này thì các bác xài những cái con máy lớn, những cái con máy công suất cao. Đấy, đây chuyên dùng cho thợ công trình này, các thiết bị điện có công suất lớn này, thiết bị văn phòng này, máy vi tính này, lò vi sóng, nồi lẩu, bếp điện từ này, tủ lạnh, ấm siêu tốc, nồi cơm điện này. Đó, ưu điểm là mặt ổ làm bằng nhựa ABS chống cháy nhá, vỏ siêu bền chịu va đập này, lõi xứ chống cháy, có lò xo tăng lực kẹp chống bô ve, chịu được 3 thiết bị công suất 2.000W cùng một lúc. Đấy, thì chịu tổng được của nó lên đến là 8.000W luôn. Ổ xịn chắc chắn lắm, ổ cầm nặng trịch luôn. Ngoài ra thì có cả đèn báo nhá. Một cái ổ này của nó là 1, 2, 3, 4 lỗ này. Chân dẹt, chân tròn các bác cắm là hết luôn. Chân 3, chân 4, chân cắm ok. Đấy, cái này thì nó chỉ nguyên ổ thôi. Về thì các bác có dây, các bác lắp dây vào cho em nhá. Cái này thì hàng này nó chỉ nguyên ổ thôi. Đấy. Ổ điện không kèm dây nhá, chỉ nguyên ổ không là 50.000 nhá, 50.000. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ cái ổ điện chịu tải, siêu chịu tải nhá, 8.000W nhá. 50.000 một cái này. Đấy, 50.000 một cái này thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân mà ổ rất chắc chắn, xịn sò ok. Đấy, hàng này thì cũng cùng hãng với lại cái con ad kia. Đấy, cũng của công ty điện là thiết bị điện cao cấp Fanagon này. Đấy, cái này cũng công ty thì cũng rất là nổi tiếng, chuyên dùng sử dụng sản xuất thiết bị điện. Đấy, cho người Việt Nam nên là các bạn yên tâm rồi. Đấy, toàn hàng ưu Việt thôi. Rất ok nhá. Ổ điện siêu chịu tải 8.000W nhá, 8.000W, 50.000 một cái này. Nó chỉ nguyên ổ nhá. Về là bác có dây các bác đấu vào. Cái này thì bên em bán chỉ nguyên ổ thôi. Giá là nguyên ổ là 50.000. Ngoài ra thì có cái loại 6.000W nhá. 6.000W thì con này thì là giá của nó sẽ là 80.000. Con này thì nó lại có kèm cả dây. Đấy, thì tùy nhu cầu nhá. Đấy, tùy nhu cầu. Em có hai loại như thế. Con này là 6.000W này. 6.000W thì nó sẽ có 3 ổ cắm, có cả đèn báo và có cả dây luôn. Dây của nó sẽ là dây đúc. Con này dây mềm, dây mềm này. Dây mềm chịu tải cao, phích rồi là ổ đúc liền luôn. Đó, đây. Một cái ổ của nó như này. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Chịu tải lên đến là 6.000W này. Đấy, 6.000W nhá. Hàng cũng của Fanagon này, tiện dụng mà vừa giá này. Chuyên dùng cho thiết bị văn phòng, máy tính, máy in này, máy photocopy này, thiết bị điện gia đình này, lò vi sóng, nồi lẩu này, thiết bị cầm tay, máy công trình này. Đồ gia dụng có công suất lên đến là 6.000W nhá. Đấy, cũng có các đặc điểm ưu điểm là chống cháy, chống vỡ này, rồi là tiện dụng này. Rồi là có kẹp lò xo chống mô ve thứ này. Nói chung là toàn những tính năng ưu việt thôi. Đấy, con này thì nó có kèm cả dây. Thì về các bác xài, sử dụng các bác lắp đặt. Hoặc là ví dụ về con này, về các bác lắp những cái, cắm những cái nồi lẩu này. Rồi là bếp từ thứ này. Đấy, nói chung là khá là hay đấy. Mà giá là hạt rẻ bình dân. Chịu tải 6.000W nhá. 6.000W thì là 80.000. Còn cái loại mà nguyên ổ không 8.000W thì là 50.000. Đấy, tùy nhu cầu. Các bác lấy loại nào có báo nha. Em gửi cho bác loại đấy nhá. Đó, đây 6.000 đây. 6.000, 80.000 có kèm cả dây. Đó, đây là 6.000 đây. Còn cái loại này là 8.000. Chỉ có nguyên ổ không thôi, không kèm dây. Về các bác có dây tự đấu vào nhá. Là 50.000 một cái này các bác nhá.
Đây, về cho bác một ít kia mã dây dây thông cống hàng hàng nước ngoài này. Cái này hàng bãi em không rõ là nước nào, nhưng mà cái này ở đây là nó trị giá là 2,99 euro thì là hàng của châu Âu đâu ạ, hàng của châu Âu. Đây hãng của nó đây, Carap này. Đấy. Cái này là cái dây thông cống kiểu dạng dây dây để các bác quay ấy, các bác cho vào các bác quay ấy, để các bác thông thông cái cống nhà mình mỗi lần nó bị tắc, hay là ví dụ như là tóc rác giờ nó cặn ở trong cái cống nhà mình thì các bác dùng cái dây này, các bác thọc nó xuống, sau đó là các bác dùng cái tay quay này. Đấy, dùng cái tay quay các bác quay. Đấy, quay thì nó sẽ cuốn cái rác vào và các bác kéo được lên. Đấy, để dùng để thông cống nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là dây thông cống kiểu dạng lò xo đấy. Đấy, dây thông cống 1,5 m nhá, dây này 1,5 m. Đấy, hàng châu Âu. Đấy, hàng châu Âu, hàng xịn luôn đấy các bạn. Hàng xịn vẫn còn nguyên cả tang mác hàng, nó là hàng thanh lý siêu thị rất là xịn luôn. Đó, đây các bạn nhìn lò xo này, rất là dày đẹp chắc chắn luôn. Cái này thì em bán 50 ngàn một bộ này các bạn nhá. 50 ngàn một cái này. Đấy, cứ lên mã cho em sẽ là cái sợi dây quay quay này để thông cống này. Đấy, quay tay quay này để thông cống. Giá của nó sẽ là 50 ngàn, dây dài 1,5 m nhá. Đấy, 1,5 m thì các bác sử dụng gia đình thông những cái cống gia đình mình là quá ok rồi. Tóc rác các thứ giờ nó bị cặn, bị tắc cống thì các bác dùng cái này, dụng cụ này để các bác thông cho em nhá. Đấy, dụng cụ dây cứ lên mã thì em sẽ là cái dụng cụ hoặc là dây thông cống nhá. Dây thông cống dài 1,5 m nhá. 50 ngàn một cái sợi dây nhá. Đấy, 50 ngàn một cái sợi dây nhá. Đấy, hàng châu Âu đấy các nhá. Đấy, bình thường giá nó đang bán ở siêu thị của nó là 2,99 euro này. Đấy, nó cũng đắt đấy. Nó phải rơi vào tầm mấy trăm nghìn một sợi đấy các nhá. Đấy, bên em thanh lý giá hàng thanh lý thì chỉ có 50 ngàn thôi các nhá. Tiếp theo này em về mấy kia mã lò xo này. Đấy, lò xo to nhỏ lẫn lộn nhá. Về cho các bác sử dụng. Hàng này cũng là hàng thanh lý ở siêu thị, hàng bãi kiểu dạng bãi châu Âu thôi nhá. Đấy, hàng thanh lý công, rất xịn sò, hàng công ty nhá. Đây. Đấy, nó sẽ có lẫn lộn cả to nhỏ luôn để về các bác xài, đặc biệt cho anh em nào thợ thuyền sửa chữa này. Rồi các bác lắp cho lò xo chân trống này, rồi là những cái lò xo dụng cụ mà nó có lò xo để về các bác dùng để chế cháo nhá. Hàng dày đẹp á. Các bác nhìn này, hàng dày đẹp, thép bóng đẹp luôn. Đó đây. Rất xịn sò ok. Cái này thì em sẽ bán cân ký nhá. Đấy, chỗ này em đang cân là của nó là đi nửa cân này này. Nửa cân thì nó được khoảng tầm 2 4 6 8 chục. Đấy, một chục cái lò xo như này. Đấy, cái này thì có thể là nó sẽ ít hơn hoặc có thể nhiều hơn, vì cái này anh em đang cân mẫu cho bác một mẻ thôi, chứ còn ví dụ như là các bác nhiều khi là anh em nhặt có thể nó sẽ hơn. Đấy, vì nó to nhỏ nó lẫn lộn mà, nên là hàng bốc xô, nên là nó nói chung là nó cứ khoảng tầm chục cái một nửa cân. Đấy, thì các bác cứ lên mã nhé, em sẽ là cái lò xo cân ký. Một nửa cân như này thì bên em một nửa ký nhá. Đấy, một nửa ký 0,5 kg thì sẽ có giá là 30 ngàn. Tính ra nếu mà một chục cái nhà thì nó rơi vào có 3 ngàn một cái thôi. Giá rất là rẻ mà lò xo rất là xịn luôn. Đây, đấy, chỗ này là một nửa cân đây này. Đây, chỗ này em đang cân là một nửa cân đây này. Đó là 30 ngàn nhá, 30 ngàn, giá quá bình dân luôn. Đấy, các bác mua một nửa cân này về xài thoải mái luôn. Đấy, thay những cái lò xo chân trống nhà mình nó đang bị hỏng hóc này, rồi là những cái thiết bị nhiều khi nó dùng những cái lò xo này, về các bác xài sử dụng thay tháo nó vào là ok. Đấy, hàng mới nhá, hàng vẫn còn mới, hàng thanh lý công ty vẫn còn mới keo luôn này. Đó, lò xo cân ký nhá. Đó, một nửa ký là 30 ngàn, rất là xịn sò luôn. Tiếp theo thì ở đây em có một ít cái mã quạt sò, quạt tản nhiệt của Panasonic này. À đâu, cái này của Toshiba nhá, cái này của Toshiba, nó dùng điện là dùng điện 5V. Đấy, 0.22A. Mã của nó sẽ là C986C này. Đấy, chuyên dùng cho các bác sử dụng thay tháo vào những cái con quạt tản nhiệt ở trong máy tính này, rồi là những thiết bị sử dụng này. Đấy, nó là dạng quạt sò, quạt tản nhiệt nhá. Đấy, quạt sò còn tản nhiệt. Các bác cũng có thể mua về để các bác chế cháo nhiều thứ. Nó dùng cái nguồn 5V nên là nó cũng khá là dễ sử dụng, dễ lắp đặt, dễ chế cháo nhá. Đó thì cái này bên em sẽ bán theo cái, một cái này thì là 10 ngàn. Đấy, một cái này là 10 ngàn, còn các bác lấy 3 cái nhá, 3 cái như này thì sẽ có giá là 20 ngàn. Đấy, 3 cái là 20 ngàn, thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái quạt sò. Đấy, quạt sò của Toshiba. Đấy, hàng tháo máy của Toshiba này. Đó, Toshiba sử dụng giúp em là điện 5V nhá, sử dụng giúp em sẽ là điện 5V của Toshiba, quạt sò nhá, quạt sò Toshiba. 10 ngàn một cái, lấy 3 cái thì sẽ có giá là 20 ngàn. Đây, nó có cái đầu dây nguồn ra này. Đấy, có cái đầu dây nguồn ra để về các bác đấu nối chế cháo sử dụng nhá. Đó, 10 ngàn một cái, 3 cái 20 ngàn.
Đó, quạt xo của Toshiba có nhá. Sử dụng nguồn là nguồn 5V. Rồi tiếp theo thì là lên cho bác, đó là cái dụng cụ dao làm bánh này. Cái này thì nó là công, nó có một ít cái mã này. Thì em cái này em không chuyên bán đâu, nhưng mà có một ít cái mã này nó là công thì thôi lên quay bán luôn đi bác, bán nhanh thôi. Cái giá này thì chắc là giá này gần như là giá bán ve chai bác rồi. 10.000 một cây này. Về chuyên để cho các bác làm bánh, bác nào hay làm bánh gato ấy, rồi là bánh kem các thứ giờ. Đặc biệt cho những cái chỗ cửa hàng làm bánh rất là xịn. Hàng này cũng hàng thanh lý siêu thị Nhật đúng không nhá. Rất là xịn đây nè, các bác nhìn này, toàn chữ Nhật đây nè. Đó, toàn chữ Nhật luôn. Đó, hàng thanh lý siêu thị Nhật. Em bán giá ve chai đồng nát cho bác thôi. 10.000 đúng không nhá. 10.000 một cái cây dao làm bánh như này. Đấy, 10.000 một cây. Tay cầm cán gỗ rất chắc chắn luôn. Đấy, các bác dùng để vuốt bánh kem này, rồi là cắt bánh các thứ là cũng ok luôn. Đấy. Nói chung là dụng cụ dao làm bánh nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dao làm bánh. Bên em thanh lý xả kho cái mã này chỉ có 10.000 một cây thôi. Đấy, 10.000 một cái cây dao làm bánh nha. 10.000 một cây. Đấy, cái nào bác nào mà nếu mà con thép này chắc em nghĩ là bác nào mà có chút tay nghề về các bác mài có khi thành con dao luôn. Đấy, về các bác mài có khi thành một bên là thành một lưỡi dao để về các bác cũng có thể cắt được luôn này. Đấy, thì về các bác mua về chế cháo hoặc sử dụng hoặc là xài nhá. Đó, 10.000 một cây nha. Dao làm bánh nhá. Cứ lên mã em sẽ được cây dao làm bánh 10.000 một cây. Hàng thanh lý của siêu thị Nhật nó vẫn còn nguyên cái tang mác này. Đấy, vẫn nguyên tang mác toàn chữ Nhật hết này. Đó. 10.000 một cây nhá, dao làm bánh. Con này thì chiều dài nó rơi khoảng tầm 30 cm, cái phần bản lưỡi của nó dài khoảng tầm 20 nhá. Đó, nó khá là dày rất là chắn. Đó, 10.000 một cây thôi. Giá thanh lý bán ve chai bác luôn. Cái đèn mã đèn âm trần này, cái này thì em cũng bán hộ đâu nhá, bán hộ thôi. Số lượng không nhiều đâu bác, chắc khoảng tầm hơn 20 con. Hàng họ thanh lý cửa hàng cái mã này thì nó kiểu nó không còn nữa ấy, vì nó hết cái mã này, nó cắt cái mã, nó không sản xuất mã này rồi. Thì còn ít cái mã này em thanh lý hộ cửa hàng này. Đấy. Hàng của công ty thiết bị điện G8 này. Đó, hàng của Việt Nam nhá, hàng Việt Nam. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn âm trần. Đó, con này thì em thanh lý xả cái mã luôn. 50.000 một cái mã đèn âm trần này, công suất của nó sẽ là 7W nhá, 7W. Góc chiếu là 105 độ này. Con này như là của nó là nó có mấy màu ạ. Em test nó có mấy màu luôn đấy, có cả màu trắng, cả màu vàng luôn ạ. Đấy, có cả màu trắng, cả màu vàng luôn. Đó. Nói chung là về các bác lắp thay thế những cái đèn trần nhà mình. Đèn đẹp lắm, đây. Đấy, quay bác luôn. Đấy, thiết kế chỉ vàng rất đẹp nhá. Nhìn sang trọng lịch sự mà thiết kế rất đẹp. Đây có cả lẫy cài đầy đủ luôn này. Đó, rồi là dây này. Cái mã này sản xuất là ngày xuất của nó là 15 tháng 11 2023 này. Đấy, hàng này cái mã này của nó hết nên là nó thanh lý. Đấy, thanh lý xả cái mã này để nó làm cái mã mới mà, nên là giá nó tốt. Thương hiệu trách nhiệm thiết bị điện G8 này. Công suất là 7W này. Sử dụng với em là điện 220 nhá. À đây này, đổi màu này các bạn nhìn này. Đấy, nó in cả chữ đổi màu, tức là nó có cả màu trắng, màu vàng, màu trung tính đấy. Đó. Xịn lắm. Chắc chắn cực kỳ luôn nhá. Chắc chắn mà cái đây cái lò xo này cũng thiết kế rất chắc chắn này. Về các bác cài lên là xài thôi. Đó. Đèn âm trần nhau nhá, đèn âm trần. Đó. 50.000 một con. Cái này thì số lượng hơn 20 con nhá, không có nhiều đâu. Bác nào mà chốt hết thì báo em để cho bác giá tốt luôn. Đó, công suất 7W nhá. Đèn âm trần 50.000. Cái này các bác cứ ra cửa hàng hiệu thì 80-90.000 một con. Thoải mái luôn, thật sự. Đây thì em bán thanh lý cho bác, thanh lý hộ thôi. Chỉ có 50.000 thôi. Đó, đèn âm trần nhá, 50.000 một con này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái mic hát karaoke của Mỹ này. Đó thì em báo giá luôn lên mã cho em sẽ là cái mic hát karaoke của Mỹ nhá. Đấy, mic Mỹ có dây này. Một cái chiếc mic Mỹ này giá của nó sẽ là đi 290.000 nhá, 290.000, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 290.000. Một chiếc mic Mỹ có dây nhá. Đấy, con này thì thu cực kỳ tốt luôn. Âm thanh trong trẻo nha, nghe hát thu hát rất là hay. Đấy, nói chung là như ca sĩ luôn nhá. Này em bán khá nhiều rồi, các bác khen rất là hay luôn. Đấy, các bác khen hát hát thu tốt, không bị hú này. Mà thứ hai là nghe trong nhá, nghe trong. Đây. Đấy, cái thanh thu ra nghe rất là trong. Hàng này của Su nhá. Đấy, cờ Mỹ này. Đó. Em chỉ luôn cái nút on off nhá. Nhiều bác về là bảo là không biết cái nút on off ở đâu. Thì Mỹ đôi khi là hàng châu Âu, đôi khi người ta thiết kế nó hơi dị một chút, thì đây. Cái nút on off của nó ở sẽ ở đây nhá. Thì các bác xoay cái vòng này, đấy, xoay về cái bên chỉ off thì nó là off, còn các bác chỉ xem cái phần on nó chỉ về nào thì các bác xoay về đấy thì nó sẽ là bật. Đấy, còn off bên này thì là tắt nhá. Đấy, và đây bên trong nội thất này em xoay bác coi. Đó, đây. Rất đẹp luôn, thiết kế cực kỳ chất lượng nha đây. Made in USA này. Đấy, các bác thấy dấu Made in USA chưa? Đó, thiết kế rất chắc chắn nhá, đẹp lắm.
Đấy, cái này thì các bác có thể vệ sinh, tháo ra các bác vệ sinh cho em thoải mái luôn. Đấy, đấy là cái phần màng chắn gió, chắn bụi thứ này. Đó. Rất đẹp luôn, thiết kế một chiếc mic rất đẹp nhá. Và đây, đi kèm thì sẽ có là dây, dây của nó dài chắc là dây 5 mét nhá, dây 5 mét này. Dây 5 mét, dây đây. Made in USA này, đó, made in USA nhá, rất xịn luôn. Dây chống gập, chống rối nhá, dây chống gập chống rối, các bác nhìn cái phần đầu khuy nó này. Đấy, thiết kế này các bạn, đẹp dã man luôn. Đấy, trong vắt luôn nhá, nhìn rất đẹp luôn. Đấy, nhìn nó từ cái đầu khuy thứ là nó kết nối, nó thấy nó rất là chắc chắn rồi. Thì về các bác kết nối vào đây cho. Đấy, cắm vào đây. Các bác nhìn cắm cho nó đúng chân nhá. Đấy, cắm cho đúng chân. Đựa cắm đúng chân là ok. Đó, các bác cắm kêu tay cá là xong. Đấy, còn cái phần này các bác cắm trực tiếp vào trong âm ly những cái thiết bị nó thu phát âm thanh, các bác cắm vô là xong. Đó, thiết kế rất chắc chắn, các bác nhìn phần mic này. Thiết kế cực kỳ là sắc sảo và đẹp luôn. Đó. Giá thì bên em gửi bác giá một chiếc mic của Mỹ này sẽ là 290.000 nhá. Bao gồm là một thân mic và đi kèm là một sợi dây chống gập chống rối nhá. Mic thì thu rõ tốt. Đấy, âm thanh trong trẻo nhá. Và xịn chất lượng, nói chung là em bán khá nhiều rồi, các bác phản hồi về hát hay như ca sĩ luôn, các bác bảo thế hát rất là hay luôn. Đó, 290k thôi nhá, mic Mỹ có dây 290k và bao ship cho bác tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái thắt lưng cá sấu vàng này. Lên mã cho em sẽ là cái hộp thắt lưng cá sấu vàng nhá. Đây, một hộp của nó nha. Đấy, đẹp cực kỳ luôn. Cái này các bác cũng có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em, rất đẹp luôn. Đây, đó, quá đẹp luôn này. Đây. À, tại sao gọi là cá sấu hộp vàng thì đây, bên trong hộp của nó là màu vàng thì em gọi luôn sẽ là hộp thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá. Đấy, thắt lưng cá sấu hộp vàng là một bộ này là 130.000 các bạn, chỉ có 130.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, bình thường là các bác mua ra quán ra xá giờ mà nó chỉ có nguyên dây không, không có hộp hiếc gì, nó là rơi khoảng tầm 150.000 một sợi rồi. Đây, bên em bán cả hộp cả dây luôn, nó chỉ có 130.000 thôi. Các bác mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, mua về sưu tầm. Đấy, bình thường ví dụ các bác mua thắt lưng về xài là các bác được lời thêm một cái hộp nữa rồi. Đấy, về các bác để đồ đẹp, đấy cũng rất là đẹp luôn. Đó, đây logo là cốt này, cực kỳ xịn này. Còn đây là thắt lưng nhá, mặt rất đẹp luôn. Đây, mặt rất đẹp. Đấy, mặt mạ vàng cực kỳ đẹp này. Đấy, logo hình cỡ xấu này, có tang mác các thứ đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, hàng này hàng thanh lý siêu thị Nhật nhá. Đây này, của nó nếu mà bình thường là trong Nhật người ta đang bán là 1.888 yên này này. Đấy, giá rất cao luôn nhá, giá rất cao luôn đấy. Mặt rất đẹp luôn. Và đây là phần dây nhá, dây của nó vân lên rất ok nhá. Đấy, vân cá sấu lên cực kỳ đẹp này. Rồi là cái phần da nó rất là mềm, da mềm dã man luôn. Đấy, và dạng này sẽ là dạng lẫy cài nhá. Đấy, dạng khuy lẫy cài. Đó, dạng khuy lẫy cài. Thì một sợi dây thắt lưng này, cả hộp cả dây thì hiện tại em đang gửi bác giá một cái sợi thắt lưng cá sấu hộp vàng, giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k một cái hộp sợi thắt lưng cá sấu vàng, bao gồm là cả hộp cả dây luôn nhá. Đấy, cả hộp cả dây gửi các bác luôn. Đó. Vỏ da bên ngoài hộp cũng rất là đẹp luôn này. Đấy, có phần móc đeo, các bác có thể sách mang đi mang lại, mua về làm quà biếu tặng, sách đi nhìn cũng rất là sang trọng lịch sự luôn nhá. Đó. Hộp thắt lưng cá sấu, thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, 130.000. Một chiếc thắt lưng cá sấu vàng bao gồm là cả hộp và cả dây luôn là 130.000. Giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, các bác cứ ra quán các bác mua thoải mái luôn. Hộp không mà cái chất lượng thắt lưng cũng không được ngay luôn, mà giá nó rơi còn tầm 150-200 rồi. Đây, bên em bán gọi là cái giá chiên, giá cái giá gọi là giá siêu tốt luôn rồi. Nó chỉ có 130.000 thôi. Giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua nhá. Thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, 130k một sợi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ áo mưa của Tú Phong này. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam nhưng mà cực kỳ chất lượng luôn. Bộ áo mưa. Đấy, bắt đầu đang vào mùa mưa rồi này. Đấy, thì các bác mua cho cái bộ về, các bác sắm bộ về. Đấy, các bác đi làm này, rồi là đi học, đi chơi. Đấy, mình mua cho em một cái bộ này về dùng rất ok. Đấy, 100% thì không thấm nước nhá. Đấy, sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng, do người tiêu dùng mình chọn nhá, đạt rất nhiều cúp luôn. Cái đấy, nói chung là cái thương hiệu Tú Phong rất nổi tiếng, chuyên về sản xuất áo mưa nhá, bộ áo mưa. Đấy, hàng này của nó là hàng hai lớp nhá, chống mưa và chống lạnh nhá. Đấy, VIP 1 này, cực kỳ chất lượng luôn, đóng gói rất ok. Sản phẩm này thì nguyên hộp nha. Đấy, một bộ nhá, bao gồm là cả quần và cả áo luôn nhá. Đấy, bao gồm là cả quần và cả áo luôn. Đấy, thì đây, hàng của nó hàng hai lớp nhá, chống nước cực kỳ tốt luôn và rất chắc chắn, dày chắc chắn lắm. Đấy, may khâu cái thứ này, đường kim mũi chỉ này. Đấy, may khâu rất cẩn thận đó nhá. Đó, thì đây,
quần này, này đấy quần, đấy quần thì đai của nó sẽ là đai chun nhá, nên là các bác bụng to bụng nhỏ là các bác đeo là hết luôn. Đấy, đai chun này thì nó free size, đấy dạng bụng to bụng nhỏ là các bác đeo vừa hết luôn. Đấy, đây là quần thôi nhá, đây là quần này, đó quần rất chắc chắn luôn. Và tiếp theo là áo này, đấy, áo màu xanh rất đặc trưng nhá. Đấy, ví dụ các bác đi trong trời tối mà người đối diện vẫn có thể quan sát được các bác luôn nhá. Đấy, dạng ánh sáng xanh phản quang, có phản quang luôn, nên các bác đi buổi tối cũng rất an toàn. Đó, đây phần khóa kéo này, rồi là phần cài các thứ nhá, rất cẩn thận, làm rất cẩn thận bên trong nhá. Bên trong thì hai lớp luôn, đấy, một lớp bên ngoài thì là lớp áo mưa chống nước này, bên trong thì giữ ấm thôi nhá, giữ ấm, nên là ví dụ các bác đi vào mùa hè mùa đông thì hết luôn. Đấy, mùa hè thì các bác xài chức năng chống mưa, mùa đông thì các bác sử dụng làm áo chống rét thôi nhá. Đấy, đi ngoài đường rét mướt nhiều. Đây ở phần tay nó có bo chun này, đấy, nó rất là ôm tay luôn. Đó, rồi cả cái phần đây này, cái phần co kéo này để các bác co nó vào để cho nó vừa với cái ống tay của bác nhá. Đấy, có cả phần chỉnh cỡ tay luôn. Đấy, nói chung là hàng rất là đẹp nhá, giày rất là chắn luôn, cả quần cả áo. Thì đây khi mà mặc lên các bác nhìn này, người mẫu mặc lên thì rất đẹp luôn. Đấy, cả quần cả áo này thì rất ok, kiểu dáng thể thao trẻ trung năng động. Đấy, gọn gàng. Nói chung là các bác hay đi nhiều ngoài đường nên sắm một bộ này các bác, nên sắm một bộ này. Bình thường này các bác hay mua những cái bộ mà giá rẻ ấy, mà ví dụ như là những cái áo mưa choàng rất là lích kích mà hoạt động rồi là lái xe thứ là nhiều khi rất là mất an toàn. Đấy, chẳng may là áo mưa thứ là nó lòa xòa, nó quấn vào bánh xe thứ, rất nhiều những cái vụ đó rất là nguy hiểm. Đấy, các bác mua trong cái bộ này về gọn gàng, các bác đi xe đạp xe máy rồi là các thứ giờ nó cũng rất là ok, dễ điều khiển xe và nó an toàn nhé. Đấy, an toàn. Nói chung là hàng Tú Phong này thì có yên tâm về chất lượng rồi, giá của nó thì cũng bình dân thôi. Đó thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ áo mưa của Tú Phong nhá. Đấy, bộ áo mưa của Tú Phong kiểu dáng thể thao đẹp chất lượng, hàng VIP 1 nhá. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 220k nhá, 220k, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy là một bộ áo mưa nha, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ áo mưa Tú Phong 220.000 một bộ áo mưa nha, bao ship tận nhà luôn. Đấy, cả quần và cả áo nữa, về là các bác chỉ việc xài thôi, rất là ok, đẹp lắm, chắc chắn lắm. Đây có cả tem của Tú Phong này, nó cực kỳ xịn luôn. Cái này thì em bán khá nhiều rồi, các bác dùng rồi là các bác nhiều bác người thân quảng cáo nhau cũng rất cảm ơn các bác nhá. Đấy, nhiều bác người thân về mặc sĩ rất là thích quảng cáo cho nhau rồi là mua rồi. Đấy, à cái con này là em quên giới thiệu, nó có cả mũ luôn nhá, mũ thì nó luồn về sau, nếu các bác không thích thì các bác có thể gạt đằng sau, còn không thì các bác muốn lấy mũ các bác mở cái này ra và các bác lôi cái mũ cho của nó trong lên là xong. Đấy, có cả mũ Mỹ đầy đủ hết luôn các nhá. Và một bộ áo mưa của Tú Phong nhá, 100 xíu bác là 220k nhá, 220k một bộ bao ship tận nhà, bao gồm là cả quần và cả áo luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ dao đức 3 cây này. Đấy, lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đức 3 cây nhá, và em báo giá luôn. Bộ này hiện tại em đang có giá là 130k bộ nhá, 130k một cái bộ dao đức 3 cây này. Lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đức các bác nhá. Đấy, 3 cây. Đấy, 3 cây hàng của Willing thôi nhá, 130.000 một cái bộ dao đức 3 cây nha. Đấy, chỉ 130.000 thôi. Giá rất hạt rẻ phải chăng? Đấy, logo Willing này, hình hai thằng người này. Đó, rất xịn sò. Sản phẩm này thì mới keo nguyên hộp luôn nhá. Đấy, mới keo nguyên hộp luôn. Về các bác có thể mua về làm quà này, biếu tặng này, mua về sử dụng cho em, rất là ok. Đấy, một set của nó 3 dao này. Đấy, dao chặt, dao thái có đủ cả luôn. Về bác nào mà dùng gia đình bộ này rất là hợp lý, rồi là mình sử dụng mang đi làm quà, biếu tặng rất đẹp luôn nhá. Đóng gói rất kỹ nhá. Đấy, hàng của hãng nó về cái phần đóng gói thứ giờ nó cũng rất là cẩn thận, ngay từ khâu đóng gói rồi đấy cho đến sản phẩm đưa ra thị trường cho người tiêu dùng cũng rất là cẩn thận luôn. Đây, đầu tiên là một cái con dao chuyên lọc thái phi lê này. Đấy, đây logo Willing có dập là trên thân của sản phẩm nhá, phần vân gỗ làm thiết kế rất đẹp này, tay cầm có bo inox này. Đấy, đây tay cầm này, nó rất vừa tay trường dao luôn, các bác dùng để lọc thái phi lê nhá, sắc lắm. Đấy, dòng này thì siêu sắc bén, dòng dao của Đức thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Đó, một con chuyên để lọc thái này. Đấy, một cái con bản thái đấy, nhưng mà nó là dạng thái bản to nhá, thái bản to. Đấy, nhiều bác rất thích những con thái bản to này. Đấy, ví dụ các bác thái thịt bò thì biết cái thứ các bác xào này chăng. Đấy, nó là dạng thái bản to, vân gỗ này, logo Willing này. Đấy, thiết kế như kia luôn, nhưng có cái là con này là thái bản to. Đấy, và đi kèm cho các bác luôn một con nữa, đó là một cái cây dao chuyên để chặt quá nhá. Đấy, các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, rồi là thái được luôn, con này được luôn. Đấy, rất ok, hàng cũng rất sắc bén nhá, sắc lắm. Đấy, dòng này thì lưỡi siêu sắc luôn.
thích cực kỳ. Đấy, cái này nhà em đã dùng một bộ này rồi, dùng ưng lắm các bạn. Đấy thì một bộ ba dao này, đấy, mới nguyên hộp như này có nhá. Một con lọc lọc thái này, một con thái bản to này và một con chặt này, chuyên chặt này các bạn này. Đấy là 130 ngàn một bộ này các bạn nhá. Hàng của nó thì sẽ là mới keng nguyên hộp luôn. Đấy, mới keng nguyên hộp luôn nhá. Hàng logo Willing này, đấy Willing, hàng của Đức nhá. Rất xịn sò chất lượng luôn. Mới keng nguyên hộp. Bộ dao Đức 3 cây nhá, bộ dao Đức 3 cây 130 ngàn một bộ dao Đức 3 cây này nhá, 130k. Dạ bạn tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng rất là hay, đó là cái thanh chắn cửa này. Đấy, nhà bác nào mà hay dùng điều hòa nhá, hay dùng điều hòa. Đấy, mà cái khe cửa nó to, các bác dùng điều hòa nhiều ấy. Ví dụ như khe cửa tứ to thì các bác bật điều hòa lên cái khí nó thoát ra. Đấy, thứ nhất là nó còn làm lạnh lâu mà thứ hai là nó tốn điện nhá. Rồi là ví dụ như cái khe cửa to bụi biếc nó vào này, thứ hai là côn trùng, đấy, chuột dán nó hay chui vào thì các bác mua trong cái thanh chắn cửa này về nhá. Đấy nó rất là bên dưới cái phần khe cửa bên dưới. Đấy các bác dắt nó vào. Đây nó có cái phần mở ra này, các bác mở ra cho nó vừa. Đấy thì khi mà ấy nó tự động nó co vào nhá. Đấy và một cái thanh này chiều dài của nó là 90 phân là thoải mái một chiếc cửa rất là to rồi. Đấy còn nếu mà về thừa thì các bác mình có thể cắt ra thôi nhá. Mình có thể cắt đi. Thì em báo giá luôn lên mã giúp em sẽ là cái thanh chắn cửa nhá. Đấy thanh chắn cửa. Một thanh này chiều dài là 90 cm nhá các bác nhá, 90 cm, 90 phân đấy các bác nhá. Giá của nó thì gửi bác sẽ là 30k nhá. 30k một cái thanh chắn cửa này, 30.000 một thanh chắn cửa, nó là dạng bằng xốp nhá. Bên dưới thì là một cái dạng nó có một cái lớp vải này, đấy, một cái lớp vải. Đấy nó vừa chắn được bụi bẩn này. Đấy rồi là côn trùng nó chui vào rồi là tránh tình trạng khí khí điều hòa nó lọt ra, đấy, gây tốn điện điều hòa làm là lạnh mất thời gian cái thứ rồi. Đấy các bác mua cho nó thành cái thanh này về nhá, chắn rất là hay luôn. Đấy đấy và ví dụ như là các bác để chẳng may là nhà có hay có trẻ con nữa rồi, ví dụ người già đi chẳng may hay bị đá chân kẹt chân mà thì các bác dắt cái thanh vào cũng rất an toàn hiệu quả luôn. Đó một thanh này nó chỉ có 30.000 thôi, giá rất là rẻ bình dân mà chiều dài lên đến là 90 cm luôn, về dùng thoải mái một bên cánh cửa to luôn nhá. Đây các bác cùng xem đến cái video về sản phẩm này. Đây đấy, về các bác dắt nó vào. Đấy sau các bác dắt nó căng rồi các bác cắt nó đi. Đấy và ví dụ như là mình có bụi bặm các thứ nó không thể chui được này. Đấy đấy rất là sạch nhá. Rồi ví dụ như là côn trùng chuột dán các thứ là nó không chui được nhá, rất là kín luôn. Đấy rất là hay quá nhá. Thì chắc chắn phải cần đến cái này. Đây là một cái thanh nẹp xốp chặn khe cửa, công dụng của nó chính là ngăn hơi máy lạnh thoát ra bên ngoài, ngăn bụi bẩn côn trùng vào trong phòng. Bạn hãy thử xem tiền điện máy lạnh mỗi tháng của mình sẽ giảm, rất là bất ngờ đó. Đó rất là hay nhá. Đấy về các bác sử dụng cho cái cửa nhà mình, đấy phòng ngủ, phòng khách, là những cái chỗ nào mà các bác cần cho vào, đấy chỉ việc cho vào. Đấy các bác đóng một cái rất là kín luôn, kín mít luôn nhá, ok luôn. Thanh chắn cửa nhá, lên mã thanh chắn cửa một thanh 90 cm, giá sẽ là 30.000 thanh. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây tiếp tục về cái mã hàng đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Đấy bộ điều khiển từ xa này giá thì siêu bình dân là rẻ, 90.000 một cái bộ điều khiển từ xa thôi. Đấy, trước thì các bác mất rất là nhiều tiền, về cả 100.000, đấy rồi là 150.000 mới mua được bộ điều khiển từ xa. Đây là đấy, nó về cái lô này giá siêu hạt rẻ để bác nào cũng có thể dùng luôn. Lên mã em sẽ cái bộ điều khiển từ xa, khoảng cách điều khiển được là tối đa là 100m nhá. Giá của nó sẽ là đi 90k một cái bộ điều khiển từ xa này, 90.000 bộ nhá. Con này nó sử dụng được điện 220 nên là các bác yên tâm nhá. Một bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một cái cục nguồn này, đấy về các bác đấu dây vào đây và đi kèm với bác là một cái tay điều khiển nhá. Tay điều khiển này sẽ có là nút on off này. Đấy, nút on là bật lên và nút off là tắt đi, có thế thôi. Đấy, điều khiển nhìn như kiểu là một chiếc chìa khóa xe ô tô luôn, rất là xịn. Đó, đây. Còn đây là cái cục nguồn chính này. Cục nguồn chính thì sẽ có hai bên nhá, AC input tức là vào. Đấy thì các bác nhìn cho em giúp cho em số này, 1 2 thì các bác sẽ đấu giúp em sẽ là nguồn vào. Vào thì các bác vào trực tiếp giúp em là điện 220 nhá, và 3 4 sẽ là ra. Ra thì các bác ví dụ như các bác muốn điều khiển những thiết bị gì thì các bác đấu ra, ví dụ như là bóng điện này, rồi là cái gì nhỉ, bóng điện này, rồi là những cái thiết bị điện sử dụng, ví dụ như là nồi cơm này, rồi là máy bơm này, các thứ này rất ok. Đây và đi kèm thì sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng để về các bác xài các nhá. Đấy, để về các bác xài con này thì cái giải nó hoạt động được là giải điện hoạt động, nó có thể hoạt động được trong giải điện từ 12 đến 72 v luôn. Đấy và AC là 220 tức là điện 12 nó cũng có thể hoạt động luôn nhá. Đấy và cái công suất, nhiều bác hỏi công suất của em, cái công suất của con này thì công suất của nó rơi vào khoảng tầm là đi 30A các bác nhá, 30A, nên là máy bơm khoảng tầm 3-4 ngựa là xài thoải mái luôn, xài thoải mái luôn. Đấy, chỉ việc là các bác đấu nguồn và các bác đứng từ xa bấm cho em cái điều khiển này là tự động là
các bác muốn bật lên các bác bấm on, tắt đi bấm off, thế xong mình không cần phải chạy ra bật công tắc thứ, rất là mất thời gian nhá. Đi bác mua cho em cái này về các bác bấm nhá, rất là ok. À cái bộ này về các bác điều khiển nhá. Lên mã cho em xem cái bộ điều khiển từ xa khoảng cách là 100 m nhá, điều khiển được khoảng cách xa nhất là 100 m nhá. Giá của nó sẽ là 90 ngàn một bộ thôi. Đấy, tiếp tục hàng lại về. Bữa trước thì đang bán hết hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về, cái mã này rất là hot luôn, cứ về đến đâu hết đấy các bác. Nó đắt hàng dã man luôn đây. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Khoảng cách thực tế của bộ điều khiển từ xa này là bao nhiêu mét? Các bác cùng em kiểm tra thực tế nha. Lên nào. Với khoảng cách này là 10 mét này, em bật cho các bác xem này. On này. Đấy và ập. Đấy, vẫn ok. Với khoảng cách này rất là xa rồi. Đấy, bóng đèn nó tít ở đoạn trắng trắng kia kìa. Thì em bật cho xem này. Đấy, bật này, bóng đèn sáng này. Và gì ạ? Tắt. Đấy, vẫn ok nhá. Với khoảng cách này là 150 mét rồi. Các bác nhìn nó rất là xa luôn. Em mình ở nút bật này. Đấy, và em mình ở nút tắt này. Đấy, không tắt được nhá. Kinh nghiệm là gì ạ? Các bác nhà mình phải dơ cao lên. Đấy, thì là mình lại tắt được ngay. Cách lắp đặt thì cũng đơn giản ạ. Về các bác chỉ việc đấu 2 dây nguồn vào đây này. Và 2 dây này thì mình đấu ra bóng đèn này hoặc là máy bơm. Đấy, đều được ạ. Có vài chục ngàn thôi mà các bác không cần phải chạy đi chạy lại bật tắt thiết bị, nó vất vả đâu ạ. Đấy, rất hay nhá. Đấy, về các bác lắp đặt vào dưới em. Hai nguồn vào có nhá, hai nguồn 1 2 là vào và 3 4 là ra, có thế thôi, rất là dễ dàng lắp đặt. Đây nó có cả ký hiệu này, nhưng có cái là bằng tiếng Anh. Đấy, input là vào nhá và output là ra nhá. Đấy, 1 2 là vào, 3 4 là ra, có thế thôi. Và các bác dùng cái điều khiển, các bác bấm xem. Đấy, khoảng cách điều khiển là 100 m nhá, điều khiển rất đẹp luôn. Bộ điều khiển từ xa khoảng cách 100 m nhá, giá chỉ có 90.000 bộ thôi, giá siêu hạt rẻ mà dùng rất là hay luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng, đó là cái bộ keo gốc nam châm này. Đấy, lên mã nha, thấy cái bộ keo gốc nam châm hàng của Kabushi nhá. Hôm nay thì hàng tiếp tục về. Đấy, bữa trước thì đang bán thì cũng hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Về chuyên dùng cho các bác làm thợ cơ khí nhá. Con này khi mà các bác sử dụng thì nó có thể keo được góc là 90 độ và keo được một góc là 45 độ nhá, để các bác hàn những cái vị trí khó các thứ. Rồi các bác nẹp vào những cái thanh kim loại, thanh sắt ấy, nó hút rất là mạnh luôn. Con này hút mạnh lắm. Đây, em sẽ lấy cho bác xem một cái này. Nó là dạng nam châm những kiểu, nó hút kinh lắm, hút khỏe dã man. Đây có gì này, hút mấy cái nó dính với nhau. Em xách, chiều em xách lên mấy cái lên nó còn đang dính với nhau đây. Các bác nhìn nó hút nó dính với nhau luôn. Đấy, rất là chặt luôn, hút nó dính chặt lắm nhá. Đây nó dính chặt lắm. Đấy. Đó đây không? Đây này. Đó, về các bác dùng để keo góc nhá. Đấy đây. Đó, dính rất là chặt luôn. Đó, keo góc nam châm, mình keo góc ví dụ là keo góc 45 độ này. Đấy, 45 độ, keo góc là góc vuông 90 độ này. Đây, 90 độ, 45 độ này, rất ok nhá. Lực hít cực kỳ khỏe luôn. Đấy, lực hít rất khỏe nha đây. Con nam châm nó đây nhá. Đấy, cầm rất chắc chắn, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Và em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái keo góc nam châm. Bên em đang gửi bác một cái keo góc nam châm này về cho anh em thợ hàn, tạo cơ khí, làm nghề làm ngủ các thứ, rồi sử dụng gia đình cũng ok luôn. 90k một cái nhá, 90k một cái keo góc nam châm nhá. Lên mã em sẽ là cái keo góc nam châm. Đấy, keo góc nam châm một cái là 90.000 nhá. Đây các bác cùng xem cái thực tế về sản phẩm đây. Đây anh thợ hàn anh sử dụng này. Đấy, ví dụ như là các bác keo những cái con góc vuông này. Đấy, góc vuông 90 độ thôi nhá. Đấy, 90 độ. Đấy, hoặc là góc 45 độ là các bác dùng là các bác keo này, đỡ mất thời gian mà các bác làm nó rất là nhanh. Nhá. Đấy, làm rất là nhanh, làm nó có công cụ đồ nghề nó hỗ trợ này, các bác làm nó nhanh lắm, làm nó dễ làm, dễ làm. Đây các bác thấy không, rất là hay nhá. Đấy, kia những cái góc vuông, góc 45 độ giờ quá là ok luôn, đỡ phải căn keo nhiều. Dùng cái con này các bác keo xem. Đấy, vừa nhanh hàn, nó chuẩn, nó chính xác nhá. Đấy mà nó thuận tiện trong cái công việc mình làm. Đấy, giúp đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian mình làm công việc nhá. Rồi lên mã cho em xem cái keo góc nam châm hàng vừa về xong nhá. Rất nhiều bác hỏi cái mã này đang hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. 90k một cái keo góc nam châm nha. Về được một ít kia mã hàng rất hay, đó là cái phích điện âm này. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái phích cắm âm nhá. Đấy, phích cắm âm. Đấy, cái này thì chắc nhiều bác biết rồi, nhưng mà cũng có thể là nhiều bác chưa biết cái mã phích cắm âm này. Đấy, đi cái phích cắm âm này rất là hay. Đấy, vì các bác đấu nối những cái thiết bị này, ví dụ như là thiết bị camera này. Đấy, rồi là những cái thiết bị mà cần dòng dây, mà đôi khi là các bác cắt những cái đầu cắm rồi những cái phích của ví dụ như những cái đầu nguồn đi cắt ra để các bác nối vào dây nguồn, nó rất là phí. Đấy, lãng phí, vừa lãng phí cái phích này, ví dụ sau này mình có chuyển ở chỗ khác mình lại phải đi đấu cái phích khác, nó rất là mất công, thì các bác mua cho em cái phích này về. Đấy, về thì các bác đấu trực tiếp vào dây nguồn. Đấy, vào cái thiết bị điện thì các bác cắm trực tiếp vào cho em. Đó, cắm trực tiếp vào cho em, thế là xong, thế là các bác xài thôi. Nó gọi là cái phích âm nhá. Đấy, bình thường này những cái phích này gọi là phích dương này, vì nó có cái đầu lồi ra thì gọi là phích dương.
Còn cái phích này thì nó gọi là phích âm thôi nhá. Hàng của nó sẽ là hàng chân đồng, nhựa để chống va đập chống cháy. Về các bác tháo cho em hai cái lốc ra, đấu cái dây nguồn ở đây. Đấy là nó sẽ cấp điện cho cái phích âm nhà, và các bác chỉ việc là cắm cái thiết bị các bác muốn xài vào. Đấy là sẽ cấp điện cấp nguồn cho các bác nhá. Đấy đi. Một cái phích âm này hiện tại em đang bán lẻ, một cái phích âm này giá của nó sẽ là 10.000 một cái nhá. 10.000 một cái. Còn nếu mà các bác mua theo combo 3 cái một. Đấy. 3 cái một thì bên em sẽ bán theo combo cho bác là 20.000 3 cái nhá các bác nhá. 20.000 3 cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái phích điện âm các nhá, phích điện âm này. Phích điện âm. Đấy, phích điện âm. Âm nhá, cái này nó là phích âm nhá. Giá sẽ là 10k các nhá. Mua lẻ là 10k một cái, còn các bác lấy 3 cái nhá. 3 cái thì sẽ có giá là 20.000. 3 cái thì tính ra vào có 7.000 thôi. Còn các bác mua lẻ một cái thì là 10.000 nhá. Đấy, phích điện âm. Đó thì nguyên lý hoạt động của nó là như thế. Về thì các bác ví dụ như là bình thường những cái thiết bị ấy là các bác có phải đấu trực tiếp vào dây nguồn. Đấy thì rất là mất công mất thời gian đấu nối nữa, thì các bác mua cho cái này về. Chỉ việc là đấu vào cái dây nguồn nó có nguồn điện cái, các bác cắm cái thiết bị điện vào. Đó thế là các bác xài thôi, rất là hay. Nó dùng những thiết bị nó một phích ví dụ như là bóng đèn này, rồi là những cái thiết bị nó có sẵn phích rồi, ví dụ như là camera thứ rồi. Đấy những cái đấy là nó có sẵn phích rồi thì các bác về cái phích dương rồi, về các bác chỉ việc là đấu cái này vào dây nguồn, cắm vào cái phích âm của em bán cho bác nhà là xong. Xài rất là hay nhá. Đó thì đang gửi bác là một cái phích điện âm như này với giá sẽ là 10k một cái. Còn các bác lấy 3 cái là 20.000 các bác nhá. 3 cái là 20.000. Về đấu dây và là xài thôi. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã hàng mới, đó là dòng lưỡi dao giấy này. Lên mã giúp cho em sẽ là lưỡi dao giấy nhá, 18mm. Dòng lưỡi dao giấy nhá. Đây. Đây thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã lưỡi dao giấy này, nhiều bác hỏi là có lưỡi dao không. Dao thì bên em vẫn có nhá, còn là lưỡi thì đây. Tờ này tiếp tục về cái mã lưỡi này. Đấy, lưỡi này của Yamato này. Đấy, hàng bãi của Yamato rất là xịn luôn. Một hộp này là đi 10 lưỡi nhá, một hộp là 10 lưỡi, dòng lưỡi đen siêu sắc luôn. Đấy, có phần chữ này. Nó là dòng thép SK5 nhá, siêu sắc bén. Dòng thép SK5 này thì các bác biết rồi. Đấy, nó sắc rất là lâu. Lưỡi thì là lưỡi của hãng Yamato nhá, Yamato. Đấy, rất là nổi tiếng của Nhật rồi. Cực kỳ xịn. Dao này nó là hàng dao giấy hàng bãi nhá, dao giấy hàng bãi rất ok. Một hộp này là 10 lưỡi nhá, một hộp là 10 lưỡi. Bên em sẽ bán lẻ một hộp dao giấy 10 lưỡi nha. Giá thì cũng siêu hạt rẻ, siêu bình dân bác luôn. Giá chỉ có 10.000 đúng không nhá, 10k thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi nhá. Đấy, hộp lưỡi dao giấy. Cái này là lưỡi dao nhá, lưỡi dao. Đấy, lưỡi dao giấy nhá. Lưỡi dao giấy một hộp là 10 lưỡi nhá. Giá thì chỉ có 10.000 thôi. Tính ra là vào có 1.000 một lưỡi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá này là giá bên em bán giá gốc cho bác luôn nhá. Đấy, giá chiên đấy, chứ thực ra giá này không có một chút công nữa đâu. Đấy. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác là cả dao giấy luôn. Dao giấy bên em cũng đang bán bác giá cũng siêu hạt rẻ, 10.000 một cây dao giấy nhá, 10.000 một cây dao giấy. Đấy, cũng dao giấy hàng bãi nhá. Và cái lưỡi này thì các bác có thể thay thế ở đây được luôn. Đấy, lưỡi nó vừa khít với lại cái mã dao luôn, thì các bác có thể mua kèm cả lưỡi cả dao tùy nhu cầu nhá. Đấy thì trong sẵn trong con dao này đã có một lưỡi sẵn rồi. Đấy, và nếu mà các bác muốn mua thêm thì một hộp lưỡi này là 10.000, và dao giấy này thì bên em cũng đang bán cho bác là 10.000 một cây nhá. Và ưu đãi hơn nếu mà khi mà các bác lấy 4 cây à các bác lấy 5 cây dao giấy nhá các bác nhá. Lấy 5 cây dao giấy hàng bãi nha, thì bên em sẽ để cho bác mức giá sẽ là đi 40.000 các bác nhá. Đây, 5 cây hàng bãi nha. Giá sẽ là 40k lên mã giúp cho em sẽ là dao giấy hàng bãi nhá, dao giấy hàng bãi. 5 cây nhá, 5 cây. 5 cây thì đang gửi bác giá sẽ là 40k, còn các bác lấy lẻ 1 cây thì sẽ là 10k một cây. Đấy, 10k một cây dao giấy nhá, 10k một cây. Còn lưỡi đây cũng nhá, lưỡi thì một hộp 10 mà 10 lưỡi thì sẽ có giá là 10.000. Đấy, 10.000. Còn các bác mua combo dao thì 5 cây là 40k, một cây là 10k nhá. Đấy, và các bác có thể mua kèm thêm lưỡi. Đấy, lưỡi thì đợt này bên em về thêm. Còn nếu mà các bác có sẵn dao giấy rồi, các bác chỉ muốn mua nguyên dao giấy thì bên em có bán nguyên lưỡi dao giấy nhá. Đấy, có bán nguyên lưỡi dao giấy thì các bác cứ lên mã giúp, nhớ giúp em là lưỡi dao nhá. Còn dao là đây, thân dao là đây này, không nhớ nó lại bị nhầm sang cái phần con dao này. Đấy, nhớ giúp em là lưỡi dao giấy nhá. Một hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi, giá sẽ là 10.000, hàng bãi Nhật Yamato này. Đấy, Yamato hàng bãi Nhật rất là xịn luôn. Đó, 10k một hộp 10 lưỡi nhá. Đấy, dao rất là xịn. Cái này thì bán khá là nhiều rồi ạ. Đó, và nay về cái lô này rất ok luôn. Đó. Cái nhíp kẹp này, đấy, cây nhíp kẹp của Vetus này, cây nhíp kẹp này thì về các bác dùng để kẹp kẹp linh kiện điện tử này. Đấy, rồi là những cái đồ mà nhỏ xíu ấy, ví dụ như là mình có thể dùng để nhặt, ví dụ như là nhặt
nhặt chỉ, rồi là các bác mua về ví dụ như là có những cái món ví dụ như là yến trưng ấy, rồi là tổ yến ấy mà nó dính rất nhiều lông ấy, thì các bác về dùng cho mấy nhíp này, các bác kẹp ra, rồi là ví dụ anh em thợ thuyền dùng để nhép gấp ví dụ như là gấp đồ linh kiện điện tử, những cái đồ nhỏ thì các bác mua cho cái cây này. Đấy, đây cái phần mũi nó như kiểu là đầu kim này, rất là nhỏ, và gấp những cái ví dụ như là những cái dạng siêu nhỏ, ví dụ như là những cái sợi chỉ này, các bác nhìn em gấp này, đó những sợi chỉ này, đó thấy không, có thấy không, sợi chỉ gấp phân một luôn nhá. Đấy, vì cái phần đầu kẹp nó rất là nhọn, nó rất là dễ dàng sử dụng. Đó, một cái cây nhíp kẹp này thì bên em gửi bác giá sẽ là 15 ngàn một cây nhá, lên mã giúp em sẽ là cái cây nhíp kẹp. Đấy, cây nhíp kẹp hàng của Vtut này, giá của nó sẽ là 15k một cây. Đấy, 15k một cây nhíp kẹp nhé, lên mã giúp em sẽ là cái cây nhíp kẹp dùng để mình kẹp nhíp những cái chân linh kiện thứ ra, 15k một cây, 15k thôi, giá rất là rẻ bình dân, 15k một cây nhíp kẹp nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây dao siêu tầm S1 này. Đấy, cây này thì giá thì cũng siêu bình dân, lên mã thì em sẽ lấy cái cây dao siêu tầm S1, cây này đẹp lắm. Đấy, mua về siêu tầm, mua về sử dụng. Một cây này thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 30 ngàn một cây nhá, 30 ngàn một cây, hàng sắc lắm, hàng lưỡi cực kỳ sắc luôn. Đấy, hàng lưỡi sắc nhá, mua về siêu tầm này, mua về sử dụng này. Đấy, mua về mình đi rừng đi phượt đi chơi, đấy, có con dao mình chặt thái hoa quả cũng rất ok, nhỏ gọn tiện lợi nhá, có kèm cả một cái bộ bao đựng đi kèm này. Đấy, vân gỗ lên rất đẹp này, à vân đá lên rất ok. Một cái cây này thì giá của nó sẽ là đi 30 ngàn một cây nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao siêu tầm. Đấy, dao siêu tầm S1 nhá, mã của nó sẽ là S1, giá của nó sẽ là đi 30k nhá, 30k một cái cây dao siêu tầm S1 này, 30k một cây. Đó, mua về siêu tầm, mua về sử dụng, cắt thái đi cho em rất ok, sắc bén lắm. Đây, hàng rất đẹp luôn. Đó, nhỏ gọn xinh xinh, chiều dài rơi khoảng tầm 20 cm nhá. Đấy, 20 cm. Đó, nhỏ nhỏ xinh, có cả cái bao đựng này, nhìn như kiểu một cây kiếm luôn cô nhá. Dao siêu tầm S1 nhá, giá đang gửi bác là 30 ngàn. Một cái cây dao siêu tầm S1 này chỉ có 30 ngàn thôi. Đó, rất đẹp, có cả bao đựng này, rất ok, 30k một cây dao siêu tầm S1 ở Singapore. Đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió ở Singapore rất xịn xò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá, nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy, hàng chuẩn của Singapore rất xịn xò, ok. Đấy, rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ rồi. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này, đấy, made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LAUSA này, thấy không? Đó, rất ok luôn, dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24 ml nhá, 24 ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá, hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy, có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá, giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió, hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không, trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này, các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không, ấn chặt vào chưa, ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá, rất xịn sò. Các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào, rất thơm. Một chai này là dung tích là 24 ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24 ml. Đấy, đây mã của nó là 24 ml này, 24 ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Ở bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá, 50k một chai dầu gió Singapore này, rất xịn xò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá, vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra bóc ra test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá.
Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này, đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào, đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhức các thứ ra, để các bác mua ok về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhức các thứ massage ok luôn. Giá đi em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k các nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá. 40k một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi, đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi, thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, coi nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này. Chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhà thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi. 10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá, và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy, thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi,
Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8 thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12 thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá, 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như là các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ nào hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mãi em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá. 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá. Kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ giúp em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi, giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo trợ sáng này, đó thấy không, nó có cả một cái đèn trợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá, lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này, và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đó, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây đèn test là bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây em sẽ test bác coi này. Đấy đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Ở đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đấy không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn trợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn trợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn.
là 50k một chiếc nhá. Kính chào bác, mấy hàng rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhai. Đấy, còn nếu các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. À, hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này, thì đây. Bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này, thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy, còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô ve chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 90 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu cho em cái này vào này. Đấy, đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy, các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường, các bác muốn kê một cái tủ vào đấy ạ. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó, các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nha. Đó, rất hay. À, 15k một chiếc phích cắm gập nhá, 15k một chiếc.